Bốn cái đầu tiên nha, cha tông cha là xe hơi nè, mặt tà là gì ta, mặt tà nó có nhiều nghĩa lắm mình. Đây là dịch một số nghĩa của mặt tà, bạn ghi chú vô nha, bạn nhớ ha, cái này thầy đã nói nhiều lần lắm rồi. Trong quá trình mình học á, học topic hoặc chỉ phải học cái quyển Sewol giao tiếp hoặc là luyện thi, nói chung là học cái gì cũng được, nói chung là học cái khóa nào cũng được, nhưng mà ý là mình gặp bất kỳ một cái từ vựng nào đó hoặc một cấu trúc gì đó, nếu mà ghi không kịp trong cái lúc mình học á thì mình cứ ghi chú đại ở một cái đề cương gì đó, sao mà tối về đó trước khi ngủ đó mình phải lọc ra những từ vựng trong ngày hôm đó mình học được, những từ vựng nào mới á trong ngày hôm đó mình lọc riêng số tay. Cái số tay mới là cái mình đi theo mình suốt được, còn những cái quyển đề cương dày cộm như vậy bạn đâu có thể đem đi đâu được đâu, đúng không? Chỉ có những lúc mình tập trung học thì mình mới mở đề cương là mình coi được, còn những lúc đi đứng nằm ngồi, những lúc cuộc sống xung quanh mình nè, mình đâu có thể cầm tiện những cái dày cộm như vậy được, nên mình chỉ cầm một quyển số tay bé bé xinh xinh đi cạnh mình thôi. Thì đó đó là những cái bí quyết để mình học từ vựng, học ngữ pháp. Có nhiều bạn hỏi thầy là cách học từ vựng ngữ pháp như thế nào cho nhớ dai, thì đây là cách học của thầy nè. Cách học từ đó như thầy là cứ mỗi ngày, cái ban ngày thì mình ghi chú đâu không biết, nhưng mà tối đến mình sẽ tập kết lại một lần á. Mình sẽ ghi lại hết tất cả những từ vựng đi qua từ sáng đến tối, mình có những từ vựng nào mới, có chút nào mới mình liệt kê riêng số tay. Tại vì thầy rất là thường xuyên coi số tay, mình đi đâu làm gì hay cũng mở số tay theo hết trơn á, rảnh rang cái là mở ra mà coi rất là tiện, bởi vì mình coi quá nhiều lần như vậy đó nên mình nhớ từ vựng rất là dai. Chứ rảnh là mình mở ra là thấy từ vựng đó xuất hiện, và rảnh nó mở ra thấy cấu trúc ngữ pháp nó xuất hiện thì tại sao không nhớ được, đúng không? Cái việc đó việc bạn làm mỗi ngày nha, ngày nào cũng phải thu lượm một mớ từ vựng, thu lượm một mớ ngữ pháp nhờ số tay này. Coi đi coi lại, có ra lui đi đứng nằm ngồi, mọi cái lời cho em môi trường là mình thuận lợi mình cứ mở số tay là mình coi. Và một cái nữa là mình sẽ cố gắng mình đem những từ vựng và những cấu trúc ngữ pháp mình học được á, mình đem vận dụng cho cuộc sống bên ngoài của mình luôn. Mình phải tập làm sao mà suy nghĩ với tiếng Hàn trước, cái đầu của mình á phải làm sao suy cái tiếng Hàn trước rồi mới đến tiếng Việt, hoặc thậm chí mình không phải tiếng Việt luôn, đấy là cái mình nhìn một cái cảnh trước mặt mình là phải làm sao mình vận dụng những cái từ vựng mình có được, mình học được á, mình đặt một cái tiếng Hàn, đặt chậm cũng được, lúc đầu sao mà đặt nhanh được, mình đặt chậm cũng được, dần dần nhưng mà tăng tốc độ lên. Như đầu đường mình nói coi nó 10 giây mình nói xong được câu đó, nhưng mà đến cuối đường mình nói còn 3 giây à. Ý là mình sẽ nói lẩm bẩm coi nó khoảng 3 4 5 lần gì đó, mình tăng tốc độ dần dần mỗi câu hội thoại lên. Những câu đó lấy đâu ra, là những lấy những từ vựng nè và những cấu trúc mình học trong số tay nè, mình lấy ra mình áp dụng cuộc sống được đời thường của mình luôn, để mình liên tưởng đến cái từ vựng đó trong cuộc sống luôn, mình sẽ thấy tiếng Hàn rất là thú vị. Trên đường cũng vậy, như ngày xưa anh đi học cỡ tụi em nè, ngày xưa học ví dụ trên cái con đường đó hay gặp một cái bảng hiệu mà nó có chữ tiếng Hàn mà thầy không biết nha, ví dụ thầy không biết cái chữ đó chữ gì nha, thì thầy tìm cách thầy nắp vô tép vô một cái lề đường á, thầy sẽ mở cái từ điển đấy, thầy sợ cho từ đó từ vựng gì để học thêm. Tức là khi mà mình học ngôn ngữ hoặc thậm chí là sau này mình học còn rất nhiều cái học khác thì học cái gì cũng vậy á, tại vì mình đâu có chắc được à, mình có thể tránh nó ngay hiện tại nhưng có chắc được 3 năm sau, 5 năm sau mình không gặp nó nữa không, đúng không? Thì ví dụ từ mặt tà chẳng hạn đi, bây giờ bạn thấy nó nhiều nghĩa quá, bạn thấy mệt, bạn không học nữa, bạn chỉ còn học đúng một nghĩa là đúng rồi, đúng không? Bạn chỉ biết mặt trà là mặt trà rồi đúng rồi vậy thôi gì. Nhưng bạn có chắc được là sau này 3 năm, 5 năm, 7 năm bạn đang ngồi dịch trong một cái buổi hội thảo hoặc là bạn ký kết một cái hợp đồng với đối tác, thì vô tình đối tác đưa ra bạn một cái đề cương, một cái hợp đồng mà người ta có từ mặt trà trong đó, mà ý nghĩa mặt trà trong trường hợp đó không phải là nghĩa đúng, và cái từ mặt trà trong cái trường hợp đó là nghĩa đón đón chào hoặc là cái nghĩa nghĩa phù hợp, nó là một cái nghĩa khác mà ngày xưa lúc mà cách đây 3 năm 7 năm về trước bạn không tìm hiểu nhiều về cái điều đó, bạn cứ phớt lờ như vậy đó, thì bạn nghĩ bạn sẽ không gặp nó nữa, không có đâu, bạn sẽ gặp trong cái tình cảnh nó éo le hơn rất là nhiều so với mình đang còn ngồi học ở môi trường này. Sau này ra ngoài đời kia, cuộc sống ngoài kia nó phức tạp nhiều thứ lắm bạn. Nhưng mà ví dụ như bây giờ bạn đã cực, hiện tại bây giờ bạn đã cực quá cực rồi, sưu tầm hết biết bao nhiêu lớp nghĩa, học quá là kỹ từng cái từ vựng, từng cấu trúc đi qua, thì sau này á cho cuộc sống sau này á mình gặp mình cũng đâu có lo, đúng không? Mà những không lo mà mình còn giúp ích được cho cái tập thể của mình đang cống hiến ở cái môi trường đó đó, dù bạn biết được những cái từ vựng này bạn dịch rất là sát cái nghĩa, dịch rất là đúng, giúp cho đối tác rất là thích bạn, rất thích cái công ty của bạn luôn, thì họ sẽ ký hợp đồng, mà một cái hợp đồng á đâu có ít tiền đâu mày, hợp đồng của nước ngoài ký đâu có ít đâu, hợp đồng chắc cũng mấy chục triệu, mấy trăm triệu, thậm chí cả tỷ bạc. Nhờ mình thông thạo những cái từ vựng, những cấu trúc mà ngày xưa mình học quá kỹ, nên mình dịch sách cũng dễ hiểu, mình viết lách cũng viết hay, mình nghe cũng nghe nghe mình đón được ý rất là sát, nhờ mình học
nó đầy đủ, nó trọn vẹn. Những cái gì thắc mắc, tò mò trong thời hiện tại nè, mình phải tìm cho bằng được. Thì sau này á, thầy nói nãy giờ đó, đâu phải mình học cho riêng mình đâu, mình học là cho mọi người xung quanh của mình nữa. Mà riêng mình biết nhiều, mình hiểu kỹ nhiều, thì sau này ai đến với mình cũng phải chia sẻ là được. Mình chỉ lại họ đó. Rồi công ty cũng vậy đó, mình biết nhiều thứ thì mình dễ cống hiến cho người ta hơn. Nói chung mình giúp cho cộng đồng mình phát triển theo, nhờ những kiến thức mình học từ bây giờ đó. Nên thầy dặn đi dặn lại rất là nhiều. Thầy chịu khó, thời điểm bây giờ tụi em còn có thời gian, còn có sức, đúng không? Còn có sức lực, sức trẻ của tụi em, tụi mới mấy hai mấy tuổi chứ mấy, mà còn rất là nhiều thời gian để mà đầu tư cho việc học của mình. Thì vậy nên phải cố gắng làm sao đó học cho thật là kỹ. Bất kỳ một cái gì nó không biết lăn tăn là phải đi tra học, nếu không tra được thì phải đi hỏi, phải hỏi cho bằng được để mình hiểu nha. Chứ đừng có cái tâm lý là thôi khó quá bỏ qua, thôi khó quá mình tới đây mình thấy mình đủ rồi. Không bao giờ là có chủ đủ ở đây nha. Học hành là cả một cái hành trình dài, chứ không bao giờ thấy mình đủ. Như hồi nói ví dụ các bạn đặt mục tiêu tới bước một nhỏ đi, thầy ví dụ thôi, bạn đặt mục tiêu tới bước một nhỏ trong kỳ thi sắp tới 15 tháng 10, mà hãy nói nếu mà bạn đặt mục tiêu một nhỏ như vậy thì tầm cỡ bạn làm chắc khoảng 16 câu là bạn đậu rồi, 30 câu đúng không, làm 50% thôi, làm cỡ 16 câu đầu tiên à, làm thật là chắc đúng cỡ 13 cũng là bạn chắc chắn đậu tới bước một nhỏ rồi. Nhưng thầy có bao giờ thầy nói kiểu đó không? Thầy có bao giờ thầy nói là ôi lớp 16 câu đã đủ rồi, dừng đi đừng nghe nữa, chuyển sang khác làm, hay bây giờ nói gì đâu? Không, thầy nói gì đâu. Mục tiêu thì là mục tiêu, một nhỏ thì là một nhỏ, nhưng mà cái mình học á, là phải học thao thật là chu đáo, thật là trọn vẹn. Đâu phải sau này mình thi cử là mình chỉ hướng đến cái mức độ điểm số đó rồi mình ngưng đâu. Không có, học sau này mình còn nhiều cái về sau đó. Bị ủa bộ học là hồi sau này không tính đi dịch à? Bộ học là sau này không tính đi 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 dạy hay sao, đi dịch hay sao, hoặc là đi làm một cái công việc gì đó liên quan đến tiếng Hàn rất nhiều hay sao? Sao chỉ dừng lại ở mức độ 80 điểm gì hoài luôn hả? Ý là bạn chỉ cần thấy mình đủ là sao mà ngưng hả? Không, từ đó giờ thầy chưa bao giờ có cái khái niệm đó trong đầu thầy nha. Chưa bao giờ. Học là phải học cho tới. Hết cái này, tìm hiểu cái nọ. Đang sơ sài đúng không? Tìm hiểu cho kỹ lưỡng đi. Nếu xung quanh mình không có tìm được những cái nguồn gì đó thì mình hỏi thầy cô của mình, hỏi những người đi trước của mình, những người son bên, những người mà trong hôm cha, những người mà có nhiều kinh nghiệm á, mình hỏi thăm. Đấy là làm sao đó để mọi thứ trong cuộc sống mình phải hoàn thiện để sau này mình còn cống hiến sau này nữa. Nên cố gắng nha. Như cái từ mặt tài cũng vậy, quay lại cái đề của mình là nhớ phải có sổ tay nha. Cái này lớp buổi sáng là mới dặn xong, giờ thầy nói là lúc chiều chút xíu. Có hai việc đối với dân tiếng Hàn như chúng ta mà mình cần phải làm mỗi ngày. Thứ nhất là phải học từ vựng và ngữ pháp. Từ vựng ngữ pháp học đâu ra? Từ vựng ngữ pháp là học trong suốt quá trình cả ngày hôm đó, mình học trong giáo trình TOEIC đây, hoặc là lát nữa mình học giáo trình Seoul đây hay sao đó. Mình có những từ vựng ngữ pháp nào mà mình thấy mình không nhớ được á thì mình phải chịu khó ghi sổ tay để học. Chính những sổ tay đó đi theo mình suốt cả một ngày như vậy thì mình sẽ nhớ từ vựng ngữ pháp rất là dài. Và từ khi mình nhớ từ vựng ngữ pháp đó, mình cố gắng mình trong cuộc sống mình đó, mình vận dụng những từ vựng ngữ pháp đó trong cuộc sống xung quanh mình nói năng, mình làm việc, mình nhìn một cái cảnh tình huống gì đó, mình tập suy nghĩ tới hàng trước. Mọi thứ nó gần gũi, mình làm cho nó gần gũi cuộc sống của mình thì nó sẽ dễ thâm nhập vào cuộc sống của mình hơn. Rồi sau này mình gặp người Hàn thì cũng thế, mình nói thôi đâu có gì đâu mà ngại, tại mỗi ngày mình đều tập nói tiếng Hàn quen rồi mà. Nên bây giờ mình trước mặt mình là người Hàn thì cũng đâu có gì đâu. Đó là bước 1 nha, là từ vựng ngữ pháp. Bước 2 là phải luyện nghe. Đa số dân ngoại ngữ này rất yếu, đa số dân ngoại ngữ là họ chỉ sách vở rồi chữ nghĩa trước mặt họ thôi. Còn cái listening á, kỹ năng nghe là kỹ năng khó nhất đối với tất cả các loại ngoại ngữ luôn, không riêng về tiếng Hàn của mình đâu. Như vậy nên á, bạn phải có một bước thứ hai nữa, đó là luyện nghe nhiều vô. Luyện nghe, luyện đâu ra? Lấy từ mục A, thứ nhất là sẽ có hai nguồn để bạn luyện nghe nè. Thứ nhất á, là lấy quyển siêu của mình đang học, lấy từ mục A đến tận thì đến bây giờ nè, bạn học 2A hay B gì đó thì không biết, nhưng mà đến tận thì đến bây giờ bạn học cái quyển nào đó thì bạn lôi là hết tất cả những đoạn speaking đó. Trong lúc mình học giáo trình giao tiếp thì mình có để ý là có những đoạn speaking không? Thì những speaking đó là nó có track nghe đúng không, và ở bên dưới nó có một cái đoạn gọi là Tukichimun. Tukichimun là những cái đáp án introduction đó, nó nằm dưới thì chịu khó mình luyện nghe như cách này nè nha. Nghe luyện nghe bằng những cái đoạn hội thoại đó, những đoạn hội thoại speaking trong Seoul mình đang học á. Luyện nghe là phải luyện nghe từng chữ trong mỗi câu, chứ không phải là nghe hết một bài xong đi qua bài khác. No, không phải là nghe một bài kiểu mà nghe bắt từ vựng xong mình đi mình hiểu sơ sơ 50-70% là mình bỏ mình sang bài khác, không có vụ đó.
cái vụ đó là chỉ áp dụng cho việc nghe thôi, cho việc nghe của kỹ năng thi cử á. Như bữa giờ mình luyện với nhau bằng bằng cách là mình bắt keyword đúng không? Keyword đó nói về chủ đề gì thì mình chọn luôn đúng không? Mình không cần nghe nữa đúng không? Ok, đó là thi để mình có bằng cấp. Còn cái vấn đề mà sau này mình đi làm thông dịch á, là mình phải hiểu hết được cái đoạn hội thoại đó nói cái gì để mình dịch lại cho người ta chứ. Vậy nên mình hướng đến vấn đề là hướng đến cái chính của mình á, là vấn đề luyện để sau này mình thành thông dịch viên. Ngày xưa thầy luyện, mặc dù thầy biết thầy đang luyện Tú Bích, nhưng mà cái cách thầy luyện Tú Bích giống như cách thầy luyện người thông dịch viên. Ngày xưa thầy luyện Tú Bích đó, là thầy luyện giống như cách của một người thông dịch viên. Có nghĩa là thầy sẽ mở nghe từng câu nha, thầy nghe từng câu á, từng câu đó ví dụ có cái từ nào mà nghe hoài mà nó không hiểu cái từ đó thì phải mở đáp án lên mà coi, dò có cái từ đó từ gì nghe hoài không được. Sau khi mình hiểu được cái câu đó rồi đó thì mình sẽ tua lại lần nữa coi mình đã nghe được trọn vẹn câu đó chưa, từng câu đi qua mình hiểu trọn vẹn từng câu vậy trong một đoạn hội thoại á, thì mình mới thành công và cứ hết đoạn hội thoại này đến đoạn hội thoại khác lôi từ một A đến tận bây giờ. Là nguồn thứ nhất, là luyện bằng những bài hội thoại, thậm chí nha bạn luyện đến mức độ bạn nhớ luôn đàn thay, hay không có bắt buộc bạn học thuộc, nhưng ý là nó là bạn luyện nghe nhiều đến mức độ bạn lên kỹ từng chữ từng câu đến mức độ bạn nhớ luôn từng cái câu đó dùng cho hoàn cảnh đó thì càng tốt, để chi phải không? Bạn để ý trong cái siêu nó một cái bài nó có một chủ đề đúng không, khi mà mình nghe quá nhiều mình luyện quá nhiều mình nhớ luôn những đoạn hội thoại trong những cái bài đó thì sau này ra cuộc sống xung quanh á, như mình vô ngân hàng đi là mình dùng ngay bài số 7 của 2A, bài số 7 của 2A là dùng chuyên dùng cho ngân hàng, mình có những đoạn hội thoại mẫu để mình nói chuyện về ngân hàng cho nên nghe. Hoặc là mình đi ra nhà hàng mình gọi món, mình gọi đồ ăn thức uống đúng không, thì có bài số 6 của 1A, bài số 6 của 1A là bạn học về gọi món ăn mà. Hoặc là biết sau này bạn có lên 2A hay B nó sẽ còn nhiều bạn gọi đồ ăn nó cao cấp hơn, thế là mỗi bài nó sẽ có một cái chủ đề á, bạn luôn nghe riết á, từ như từ từ mình hình thành cái đoạn hội thoại mình có sẵn những câu mẫu của người hàng nói mình bắt chước mình nói theo, nên sau này ra cuộc sống mình không cần phải suy nghĩ nhiều thì mình đã có những đoạn những cái câu mẫu rồi, ví dụ may have you cái câu này là câu mẫu đúng không, môn tua tên điên cào đó là mình đã có sẵn, mình cứ mới mình nói thôi mình chẳng cần phải suy nghĩ gì chứ, tại mình nghe quá nhiều nên mình nhớ được những cái hội thoại luôn thì càng hay ha. Là nguồn thứ nhất, nguồn nghe thứ hai là tôi biết đây đây những câu này nè, những câu bạn đang 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 luyện mà đã luyện đang luyện và sẽ luyện những đoạn hội thoại trong tôi biết rất là quan trọng, nó rất là gần gũi với cuộc sống đời thường của bạn sau này và thậm chí đi dịch luôn, như thầy chẳng hạn đi thầy đi dịch công ty được mà hỏi ra thầy luyện nghe bằng nguồn gì thì thầy trả lời duy nhất là thầy luyện nghe bằng Tú Bích, thầy rất ít xem show, thầy rất ít xem phim, trả lời là bởi vì thầy không có thời gian, thầy rất là bận, thì có thời gian mà ngồi coi cả có show cả 2-3 tiếng đồng hồ, coi một bộ phim truyền hình thầy chỉ có một bộ phim truyền hình thầy coi từ tập 1 đến tập cuối cùng, đó là phim Vì Sao Đinh Đến, Show Đời Sau Unkute, tại cái thế hệ của thầy năm đó bộ phim nó quá nổi tiếng. Mọi người các bạn học trong cùng lứa thầy ai cũng xem thì thầy cũng xem thử coi bộ phim đó bộ phim gì mà ai cũng thích, thế thì chỉ có duy nhất cái bộ phim đó thì coi từ tập đầu tập cuối thôi, còn lại thì bây giờ qua thời sinh viên đó thầy rất là bận không có thời gian mà luyện nghe bằng những nguồn đó. Thứ nhất là tại sao thầy không luyện nghe bằng cái nguồn show, nguồn nhạc, nguồn phim không, tại những này thứ nhất nó không phù hợp trình độ của mình, giống tụi em á lúc đó thầy bằng tuổi tụi em mà thầy bằng đang học cái cấp độ của tụi em mà nó không có phù hợp với trình độ của tụi mình, chứ tụi mình là mới có lớp 3, lớp 4 thôi mình mới học có cái những cái bài toán rất là nhí nhảnh hồn nhiên đúng không, cộng trừ nhân chia rồi có cái kiểu bảng cửu chương gì nè kia đúng không, nhưng mà tự nhiên đưa tụi em giải tích phân, giải đầu hàm, giải hệ phương trình ba ẩn x y z, em biết giải không, thầy cho công thức luôn á, cho sẵn công thức luôn, cung cấp công thức luôn. Rồi đưa một bài đạo hàm tích phân hệ phương trình ba ẩn hoặc là hình học không gian, rồi cái gì cắt rồi tiếp tuyến tiếp điểm gì đó, rồi biết làm không, rồi cứ ngày nào cũng làm những cái việc bài đó rồi có khá lên được miếng nào không, đúng không, mà phí thời gian của mình, rất phí thời gian của mình đúng không, không khá lên được miếng nào tại vì nó không có phù hợp với cái lớp của mình, thà chi thà đi từng bước mình lớp 1 không ok làm cho thật 10 điểm bài lớp 1 đã, lên lớp 2 ok làm thật trọn vẹn bài lớp 2 đã, lớp 3, lớp 4 từng cấp đi qua, từng cấp đi qua mình cho nó vững cái đất nền của mình á, rồi sau này mình tha hồ mình tung bay. Còn những cái nền nó không có rồi mà cứ thích nghe những cái gì mà bên ngoài nó vượt quá cái kiến thức của mình á thì nó cũng chả có hiệu quả gì hết. Vì vậy nên rút lại một điều rằng á, hay không phải là không kêu bạn coi là xem show, xem nhạc, xem ý hay không phải như vậy. Ý đó là hiện tại bạn coi như với tư cách là giải trí vài phút mỗi ngày 10-15 phút ok thì thôi, cái đó là sở thích của từng bạn hay không mới đề cập vô vấn đề này, nhưng nó là bạn đừng có
dựa vào những vấn đề đó để bạn nói một lý do tại sao tôi là nghe nhạc, tôi là xem show, tôi là xem phim, tại tôi luyện nghe, không điều đó nha. Ok, cái bạn giải trí, bạn idol thần tượng gì đó thì không có đề cập cái đó. Nhưng mà đừng có nghĩ lấy những điều đó để luyện nghe, bạn không có khá lên được cái gì hết trơn á. Nó không có phù hợp trình độ của bạn. Nên á, cái cách học ngày xưa của thầy á là thầy học nó phù hợp với trình độ của mình hơn. Vì vậy nên mình đi chắc từng bước, chắc từng bước. Và mình không có quên những cái cơ bản, và mình cũng không có gọi là cái kiểu mà với quá những cái cao siêu trên kia, mà cứ đi từng bước dần 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 mà cũng tới đó thôi à. Từ từ bạn cũng đi dịch được hết à, nhờ những cơ may bạn có. Nên hãy nói quay trở lại cái việc luyện nghe mỗi ngày của mình dựa trên hai nguồn phù hợp với trình độ của mình nhất. Thứ nhất là nghe siêu huynh, nguyện siêu huynh bạn đã học á, bạn luyện nghe lại lần nữa đi. Không biết trong lớp bạn luyện nghe như thế nào, nhưng mà đối với thầy là luyện nghe cái quan trọng nhất là phải luyện nghe từng câu, từng câu từng chữ đi qua, như vậy mình phải hiểu hết để sau này mình còn là một cái thông dịch viên nữa. Cái thứ hai á, là luyện tôi biết này nè, là lấy tất cả những cái bài mà đã giải á, những cái đề mà đã giải á, nghe từng câu ha. À không biết thầy này nói chưa, tất cả các đề mà đi qua thầy đều có đáp án hết, thầy đều có cái gọi là thực kỳ chi môn là trên option, thầy đều có hết, bé nào cần thì sẽ gửi. Thầy không có, ý là thầy không chưa có in cái file á, tại vì nếu mà thầy có file sẽ gửi dễ, là mà thầy vẫn còn trong sách, thầy cứ chưa có scan, là chưa có thời gian scan cái đáp án đó ra, nhưng mà thầy vẫn còn giữ cái sách mà có đáp án những câu này. Ý là bé nào cần cái kiểu mà đáp án introduction đó, thì chắc chắc lúc nào rảnh đó thì thầy nhờ một bạn đó chụp hình những cái đó đăng trên group, thầy đưa quyển sách thì chụp những cái đáp án mà có cái phần điểm ở dưới á, những cái câu hội thoại đó, mình giờ mình luyện nghe lại ha, luyện nghe lại từng câu nha. Nhờ những điện lần này nè, mình giao tiếp cho đời sống đã đành rồi, sau này mình còn đi làm nữa cơ. Ok, đó là hai điều bạn cần phải làm cho mỗi ngày nha. Thứ nhất nhắc lại là từ vựng ngữ pháp học bằng số tay, học bằng số tay, gắn vận dụng từ vựng ngữ pháp đó trong đời sống thường ngày của mình, đi đứng nằm ngồi mọi hoàn cảnh cuộc sống này, gắn nói tiếng Hàn nhiều hơn. Ý là mình tập ngày xưa hay cũng vậy, mà ngày xưa mẹ hay đang ngồi ở đây nè, mẹ nói biết tiếng Hàn đó, nói biết tiếng Hàn đó đúng không, nhưng mà đi đâu làm gì thầy cũng nói tiếng Hàn suốt. Ngày xưa lúc thầy bằng tuổi các bạn á, nó suốt luôn. Ủa mà thôi nhau cái simida, cái câu này hôm bữa thầy mới chỉ xong đi thưa. Ủa mà thôi nhau simida, mẹ ơi con về ở đây. Ủa mà anh nhau cái anh nhau hi keseyo, anh nhau hi kaseyo, anh nhau hi chumuseyo, nói suốt mấy cái câu tình huống đó đó, nói riết mà tự nhiên mẹ cũng hiểu luôn. Mẹ có biết tiếng Hàn đâu mà nghe chứ, à cái tình huống đó con mình nó con này nè, à chứ là con này nó con nghĩ là vậy nè. Vậy luôn á, nên cố gắng nha, chịu khó, nó làm cho tiếng Hàn nó sinh động hơn, nó không phải là sách vở, nó không phải là cái gì mà nó khó tiếp cận nha. Nên cố gắng, đó là cách học ngày xưa của thầy á, thầy đến tiếng Hàn sinh động lắm bạn. Nên cố gắng nha. Với lại một lần nữa là thầy rất thích sổ tay, bên cạnh thì lúc nào cũng mua sổ tay hết. Tại vì thích ghi chú mà, nên bạn cũng thầy thấy cái đó rất là hay luôn. Mình cứ dễ tìm lại hơn là cái gì mà bạn để trong cái đống bùn nhùi như vậy, khó tìm lắm bạn. Thì đây cái trường hợp mặt tà cũng vậy nè, ví dụ từ này bạn không biết, bạn phải chịu khó ghi số tay vô. Cái mặt tà này thứ nhất là đúng nè, đúng không, thứ nhất là đúng, thứ hai là cái kiểu mà chào đón đó. Chào đón nhân dịp, dù mình nói à nhiệm vụ của tôi là đón khách du lịch, thì cái từ đón là từ này nè, đúng đón đúng không, rồi còn những gì đúng không, đó đó là hai cái nghĩa mà thường nhất. Và nghĩa thứ ba đó là nghĩa nghĩa vừa vặn, ví dụ mình nói chiếc áo này không có vừa với tôi, để yêu si cho vậy kê anh mặc cha dù, thì cái mặc cha dù đó không phải là đúng mà là vừa cơ, đúng không. Vậy là đúng nè, đón, đúng đón và vừa vừa vặn á, đúng rồi đón chào và vừa vặn, dù hôm nay là dù nhân dịp trung thu, thế là đón chào trung thu đó, chu sóc chú rất là trung thu, trung sóc kinh mạch tại là đón chào cái mùa trung thu này, thì gì đó gì đó ha. Thì trong trường hợp này á là nghĩa nghĩa gì, nghĩa đúng đúng không, vâng đúng là xe hơi rồi. Số 2 là xe hơi ba lưu tà, ba lưu tà là nhanh, xe hơi chạy nhanh ha. Số 3 là không tôi không có xe hơi, và số 4 là không phải xe hơi đâu. Ok, số 2 vâng đây là nhà, vâng tôi có nhà, không nhà tôi xa lắm, mong tà là xa nè, mong tà là xa. Và số 4 ảnh như chiếc bị chặt rồi, nhà tôi chặt là nhỏ lắm mà, nhà tôi nhỏ lắm. Số 3 hôm qua tôi đã chốt rồi, hôm qua tôi đã tặng đã cho gì đó rồi. Có số 2 là tôi đã cho em tôi, số 3 là tôi đã cho đã tặng ở
sau trường là ở nhà sách, và số 4 là cha tôi đã cho. Nói chung là nói về thời gian, nói về đối tượng, nói về nơi chốn, và nói về ai, nói về cái chủ ngữ. Bốn, mỗi ngày tôi đều cứ đi tà vẽ tranh đúng không, cứ đi tà vẽ vẽ tranh. Đó là tôi đã vẽ tranh mỗi ngày, là tôi đã vẽ tranh rồi. Câu ba là bạn tôi đã vẽ đó, và số 4 là tôi vẽ rất là tốt, rất là đẹp đúng không, tranh cứ đi tà. Ok, bây giờ mình nghe bốn câu này trước đây. 1번. 자동차가 있어요? 자동차가 있어요? 집이 커요? 집이 커요? 책을 누구에게 줬어요? 책을 누구에게 줬어요? 제가 그린 그림 어때요? 제가 그린 그림 어때요? Số 1. Bạn nào muốn biết tôi nói thử nha. Số 1 bạn nhớ đáp án nào? Câu 3 đúng không? Nghe đứng gì cho câu 3 biết. Thì không phải nhớ. À đúng rồi, từ khóa từ is sở yếu là có không đúng không? Vậy ok, không tôi không có, số 3 ok. Tiếp bạn khác. Bạn khác có số 2 cho có đáp án nào? Vì cái lúc mình nghe được số 2 à? Bạn nghe được số 2 không? Số 2 nói gì? Hoàng Nam, câu số 2 em chọn số mấy? Số 4. Đúng rồi, nghe được từ gì? Khò vố. À, này, có cái gì khò vố là lớn không, to không, thì là không nhỏ lắm, số 4 là chính xác. Ok, đúng rồi nha. Rồi, câu số 3. Tuấn Vĩ, đáp án. Cái bán 4 nè. Bốn à, ai đó người ta nghe người ta nói gì mà em là số 4 à? Đủ vui ha. Vậy hả, số 4 hả? À, có bạn nào đoán khác không ta? Các bạn nói em số 2 rồi. số 2 nghe được gì là số 2? Em nghe là nuôi vui kìa. Đúng rồi, thầy nghe là nuôi của Ek. Nuôi của Ek đấy là bạn tặng cho ai cơ, cho ai thì tặng cho em đúng không, số 2 chứ. Ok, câu 4, Phương Lệ, đáp án. Em nghe không được thầy ơi. Gì hả, thương quá ha, chọn nghe nó thương ghê. Ai ai nghe được câu số 4 đáp án nào? Số 4 này. Số 4 hả? Số 4 nói gì? Câu 4 nói gì? Cái từ khóa như này là cái từ khóa từ ọt tẻo. Chia ca kudin kudimen ọt tẻo. Chia ca kudin kudimen ọt tẻo. Những cái bức tranh tôi vẽ vẽ hay sao? Ọt tẻo vẽ hay sao? Đẹp không? Nhưng trước tiên ở đây nó không có từ đẹp, từ xấu đúng không, mà nó chỉ có cách là ô bạn bạn tài ghê đúng không, công nhận bạn bạn vẽ tài ghê đó, bạn vẽ đẹp ghê nè. Số 4 còn gì đúng không, từ khóa từ ọt tẻo như thế nào thì người ta sẽ khen mình ô chan crush, bạn vẽ đẹp ghê đấy. Ok, đúng rồi đó. Chà, để này mới bốn câu đầu tiên mà có người sai rồi đó, cẩn thận nha, cẩn thận mấy câu về sau nha.
Tiếp nè, câu 5. Hoan dâng hoa tạ là hoan nghênh. Hoan nghênh. Số 2 là xin lỗi. Số 3 là chúc mừng. Số 4 xin lỗi. Nhìn là biết sao? Nhìn là biết loại câu 2, câu 4 mà đúng không? Ai đời mà một cái nghĩa mà cho hai đáp án. Vì vậy nên mình sẽ loại chắc rồi. Mình chỉ còn 1, 3 thôi. Đọc cho mình thấy linh linh. Nếu mà lanh động lên, cái vần này có phải 3, 2, 2, 4 được. Chỉ có 1 cho 3 thôi à. Rồi 6 nè. Turo ta là bước vào đúng không? Hãy bước vào đi. Vâng, hãy bước vào đi. Vâng, tôi xin lỗi cho hỏi thăm gì đó. Shinichiman, Shinrihata. Xin lỗi. Mà cái kiểu mà excuse me. Rồi vâng đây nè. Và số 4 là đợi một lát đúng không? Chankaman, Kitidizio, hãy đợi một lát. Cẩn thận nha. Sai mấy câu đầu thì đừng sai mấy câu đầu nữa nha. Làm gì làm trong cái phạm vi đầu tiên á, 16 câu đầu á, bạn sai tầm khoảng 3 câu ha. 3 4 câu ha, đổ lại á. Gắn làm sao để như vậy nha. Giờ đừng sai mấy này nữa nha. 늦어서 미안해요. 늦어서 미안해요. 5번. 내일이 제 생일이에요. 내일이 제 생일이에요. 6번. 민수 씨좀 바꿔주세요. 민수 씨좀 바꿔주세요. Câu thứ 5. Đáp án. Số 3. Số 3. 3 đúng không? Số 3 là nghe cái từ gì mà đọc số 3? Senin. Senin. Nghe đâu, ngày mai là Senin, ngày mai sinh nhật của tôi. Chúc mừng bạn nha. Chúc heo ô 6. Núi chân chạy. Câu 6 đáp án. Lùi à. Hay quá ha. Ai vậy? Ai lùi vậy? Hay quá ha. Nghe được cái gì mà lùi rồi. Bạc cô chú Số rêu. 4 rồi. Bạc cô chú rêu là làm ơn chuyển máy đúng không? Bạc cô là đổi đúng không? Đổi chuyển à, làm ơn chuyển máy cho các bạn đó. Làm ơn chuyển máy cho các bạn đó cho tôi với. Vâng đợi một lát nha. 4 chứ. Đúng không? Bạc cô chú rêu. Nhớ điện thoại nó câu này rất quan trọng nha. Nói về điện thoại học câu này nha. Câu này nghĩa là đổi máy, chuyển máy á. Làm ơn chuyển máy cho ai đó chúng tôi với Minsu chung bạc cô Tizio làm ơn chuyển máy cho Minsu với hay sao đó ở nên chẳng cảm ơn Tizio hãy đợi một lát nha số 4 nha chuyên đề một xong chuyên đề 2 chọn nơi trốn đúng không số 7 nè sân bay bệnh viện ga xe lửa viện mỹ thuật công viên lớp học này là gì này gặp một số lần lắm biết tại vì nó mới thông dụng không biết có nhớ không mua cô chơm là gì Văn phòng phẩm á này. cửa hàng đó mà cửa hàng văn phòng phẩm cửa hàng văn phòng phẩm tôi sẽ văn thư viện QC là lớp học ca kê là cửa hàng ca kê bằng từ gì ta bạn nào có thể liệt kê hàng một số từ đồng nghĩa ca kê không mà biết nó nghe thử ca kê bằng nghĩa từ nào cửa hàng á sao kìa cửa hàng có mấy từ được mà sao có từ ca kê thôi vậy phải đặt lại chút thì anh me chơm me chăng xăng chôm bốn từ nghe me chơm, me chăn, xăng chơm và ca kê. Đây là bốn từ cửa hàng giống nhau hết luôn. Cửa hàng ha. Hotel là khách sạn, xích tăng là nhà ăn, nhà hàng. So chơm là nhà sách, in hen là ngân hàng, in do hen sai là công ty du lịch, biết không chơm là trung tâm thương mại. Ok, cái này chắc biết hết rồi. Nghe nhé, nghe bốn con nơi chốt thì kỹ nha, đừng chọn sai nha.
nghe xong rồi lưu lại giùm thầy cái keyword á, lát thầy hỏi á tại sao bạn chọn đáp án này thì bạn nói giùm thầy cái keyword nha, để bạn nói tại sao bạn chọn con đó trước. Yogi subak isoyo? Heo. Yogi subak isoyo? 7번. 몇 시에 도착해요? 5시 비행기니까 곧 도착할 것 같아요. 다시 들으십시오. 몇 시에 도착해요? 5시 비행기니까 곧 도착할 것 같아요. 8번. 지우개 두개 주세요. 네, 모두 1,000원입니다. 다시 들으십시오. 지우개 두개 주세요. 네, 모두 1,000원입니다. 9번. 선생님, 잘 모르겠어요. 다시 설명해 주세요. 네, 잘 들으세요. 다시 들으십시오. 선생님, 잘 모르겠어요. 다시 설명해 주세요. 네, 잘 들으세요. 10번. 한국 사람들이 많이 가는 곳은 어디예요? 요즘은 제주도가 정말 아름다워서 많이 갑니다. 제주도에 한번 가보세요. 다시 들으십시오. 한국 사람들이 많이 가는 곳은 어디예요? 요즘은 제주도가 정말 아름다워서 많이 갑니다. 제주도에 한번 가보세요. Rồi, câu 7 đáp án. Số 1 Số 1 hả? Từ khóa là gì? Bianchi. Mà Bianchi là máy bay đúng không? Tôi đi bằng máy bay lúc mấy giờ đó nên tôi đến trễ chút hay sao đó. Nói chung là nói về máy bay, này là sân bay, công hăng đúng không? Câu 8. Số 3 Muôn cu chơm. Nghe được nhiều chọn của muôn cu chơm. Kiêu kê. Yêu kè. Tu kê chu gì đúng không? Cho tôi hai cục cơm thì cục cơm mình mua ở văn phòng phẩm. Câu 9. Số 1 Son sen niêm, cái này dễ nhất luôn á. Son sen niêm, giáo viên ơi gì đó em không biết. Làm ơn son nhân ha tà giúp em được không? Son nhân ha tà là giải thích. Từ này nè, son nhân ha tà giải thích. Làm ơn là giải thích lại giúp em được không? Xong cuối nè, san tu du em hãy nghe cho rõ vô nha. Đó là cô sẽ nói gì đó. Son nhân ha tà giải thích nha. Câu 10. số 4 này. Câu 10 số 4. Không biết nữa, có bạn nói bán khác không? Thầy không biết, không biết Em nữa. nghe cái gì mà che su á, Giê-xu là gì? Giê-xu là không gì? biết nữa. Vậy quá. Có bạn nói bán khác không? Số 1 có lẽ là số 1. Số 1 á, ở đâu nghe gì dọn sao chưa? Sao chưa nhà Số sách đó 3 nha. Số bình 3, tĩnh đó thầy là ơi. bạn là nghe số 3. Số 3 là nghe cái gì mà chọn số 3? Nghĩa là đi du lịch nơi nào thì nhiều người á. À, hồi nãy không biết có bé nào nghe từ Jeju-su không ta? Rồi, xong rồi Jeju-su. chung là À, nó
Arum Tập Tà vậy đó mà. Hãy nghe cái này, câu này rõ. Ồ, Jeju-do gần đây đẹp lắm luôn, nên nhiều người đến đây lắm. Arum Tập là đẹp. Vậy liên quan đến du lịch thôi chứ liên quan đến gì đâu. Số 3 nha, nói về công ty du lịch Jeju-do Arum Tập Tà, đảo Jeju đẹp lắm. Đó, ra từ khóa nè, nhìn lại nghe lại nha. Rồi, hay ha, nghe cái từ gì đó mà không nghe được mà cũng chọn số 4 được là hay chứ. Hỏi từ đó từ nghĩa là gì không biết, mà chọn số 4, hay ha. Ôi, dữ lắm. Chuyên đề 3 nè, 11, 14, chọn cái đối tượng, cái sự vật nói về cái gì. 11 trước nè, gia đình, ngày tháng, bạn, quà, sở thích, con căn là gì, sức khỏe, đúng không? Sức khỏe, kibun là tâm trạng, chissa là bữa ăn sáng là akim chissa, bữa ăn sáng nó mà từ này nè bạn, chusit, ghi thêm từ này học nha, ghi thêm từ này học nha, chusit là bữa ăn sáng đó, akim chissa nó mà là chusit này. Mà là vị, cạp là giá, giá tiền á, in là ngày đúng không, in là ngày hoặc là công việc, băng là phòng. Do he là du lịch, chu ban là cuối tuần, nada là đất nước, và âm xích là thức ăn đúng không. Ok, nghe bốn con này nhé. Y 사람은 형이고 보십시오. 사람은 정답은 1. 누구와 제일 친해요? 저는 민수와 친합니다. 초등학교 때부터 친했어요. 다시 들으십시오. 누구와 제일 친해요? 저는 민수와 친합니다. 초등학교 때부터 친했어요. 12번. 요즘 요가를 하는데 몸에 좋은 것 같아요. 운동도 중요하지만 음식도 잘 먹어야 해요. 다시 들으십시오. 요즘 요가를 하는데 몸에 좋은 것 같아요. 운동도 중요하지만 음식도 잘 먹어야 해요. 13번. 매운 음식을 좋아해요? 네. 그래서 한국 음식을 정말 좋아해요. 다시 들으십시오. 매운 음식을 좋아해요? 네. 그래서 한국 음식을 정말 좋아해요. 14번. 한국에서는 무슨 음식이 유명해요? 김치가 유명해요. 정말 맛있어요. 다시 들으십시오. 한국에서는 무슨 음식이 유명해요? 김치가 유명해요. 정말 맛있어요. OK, 11 đáp án. Ủa, nghe hay ngủ à? Nghe hay đang ngủ à? Núi chân trời.
11 đáp án. Số 3 thầy. À, à. Nghe từ gì không? Nghe từ gì không? Nghe Minh Su á. À. Nghe Minh Su nó làm sao á? Có nghe cái từ chinh ha tà không ta? Bạn thân với ai nhất? Từ này là thân. Từ này chinh ha là thân thiết. Bạn có nhớ cái từ bạn thân không? Chinh an chinh khu đúng không? Đó, nó lấy từ cái từ này ra nè. Xong rồi nghĩ là chú tương hắc, chú tương hắc kêu tê bù thò. Chú tương là chú tương hắc kêu là trường Nga tiểu học. Tê bù thò là từ cái thời tiểu học là chúng tôi đã thân với nhau rồi. Chinh hết rồi. Chúng tôi đã thân với nhau từ thời tiểu học rồi. Nói chung là từ khóa từ thân nha. Thân thì là nói chung là đó, thêm một cái ông đằng sau đó đúng không? Nãy em nói đúng á, thân là một rồi thêm một cái từ khóa là cái tên riêng của ông rồi đó. Cái tên riêng của một ông gì đó. Rồi xong thêm một cái từ chu tương hắc kêu nữa. Nó có nhiều từ khóa để giúp cho mình chọn số 3 lắm. Ừ. À, đó thân thiết từ lúc nào? Thân thiết từ lúc chu tương hắc kêu. Chu tương hắc kêu là trường tiểu học. Chu tương hắc kêu. Thì đó, nhờ những cái keyword này nè để giúp mình chọn số 3 nhá. Ok, 12. Yes. Số 2. Yes, số 2. Đúng rồi. Từ khóa đâu? Yoga. Yoga. Yoga là gì? Là yoga đúng không? À, rồi giúp cho gì đó, sức khỏe tốt lên. À, ông kêu nó cái việc uốn tông, cái việc tập luyện cũng quan trọng lắm, nhưng bên cạnh đó ôm xiếc cũng không kém phần quan trọng đâu nha, nói chung là những thi vật yoga giúp cho sức khỏe tốt lên. Rồi ông khoe uốn tông cũng quan trọng nhưng ôm xiếc cũng không kém quan trọng đâu nha, nói chung là chọn sức khỏe. Nói chung là con căng. Ok. Rồi tiếp. 13. Số 1. Mê u đông xít đúng không? Mê u đông xít là nó ăn cay. Món ăn cay thì đang nói về vấn đề mà mặt là cái vị á, cái vị cay á. Ok. 14. Số 4. Này dễ mà đúng không? Cái này là gì? Kim chi đó, nãy bạn nghe cái từ khóa kim chi. Mu xin đông xít, du nhân hiểu. Ở nước nước bạn mu xin đông xít, món ăn nào là du nhân ha tà nổi tiếng thì người kêu là kim chi. Kim chi tôi nổi tiếng lắm, ngon lắm gì đó ha. Nói chung là kim chi là nói về món ăn. Và xong chuyên đề 3. Chuyên đề 4 là hai cái hình này. Mepioso là quầy bán vé. À, vậy đó ha, bạn nhìn thì mình tưởng tượng đi ha. À, sang do là trình chiếu, bộ phim trình chiếu. Đây là những bộ phim người ta đề xuất nè. Và đang xem. Và ông đang cầm trên tay cái bắp đang bơ đúng không? Bắp đang bơ là gì? Bắp khôn. Bắp khôn, bắp đang bơ. Mười sáu. Cái này mình đã, không biết bạn có thấy cái hình này bao nhiêu hay cảm nhận là khi mà bạn đã luyện đề nhiều á, bạn thấy nó sẽ lặp đi lặp lại một số cái vũ đề quen thuộc đó. Nên là bạn nào mà giải đi với lại nhiều lần 26 bộ đề mình đang đã và sẽ giải thì chắc chắn một đề là bạn không thể rớt được luôn á. Không thể rớt, tại vì vòng như đó chủ đề à. Nè, bây giờ thầy hỏi này, nhìn dưới cái hồ bơi đúng không? Hồ bơi có những cái từ vựng này thầy cho bạn. Thứ nhất là gì? Khởi động. Thứ hai gì? Nhảy xuống nước. Đó, nhiều đó từ vựng à. À, đúng không? Hồ bơi là gì? Hồ bơi là su dông chăng. Nhắc lại thôi. Này mình đã học rồi. Su dông chăng hồ bơi, su dông là bơi, su dông chăng là hồ bơi. Rồi thứ hai là từ khởi động. Chuẩn bị un tông đúng không? Chuẩn bị un tông là khởi động. Chuẩn bị un tông ha tà là khởi động. Rồi nhảy xuống nước là mu de tu do kata. Mu là nước nè, mu de tu do kata. Tu do kata là bước vào á, bước vào nước tức là nhảy xuống nước. Tu do kata. Đó. Ba từ vựng này thôi. Đúng không? Hoàng nghe nhá. Nghe hai con này nhá. 15 trước này.진 그림을 고르십시오. 우리 무슨 영화를 볼까요? 저 영화 어때요? 정말 재미있을 것 같아요. 다시 들으십시오. 우리 무슨 영화를 볼까요? 저 영화 어때요? 정말 재미있을 것 같아요.
16번 수미 씨, 빨리 물에 들어와요. 정말 시원해요. 네, 준비 운동만 하고 들어갈게요. 다시 들으십시오. 수미 씨, 빨리 물에 들어와요. 정말 시원해요. 네, 준비 운동만 하고 들어갈게요. 15 đáp án. Là số 3. Số 3 đúng không? Nói gì á ha? Có mình dịch sơ sơ được. Nào giờ. Mu sinh nhân hoa. À, mu sinh nhân hoa. Trên miệng sò dố hay là mu sinh nhân bún cà dố? Chúng ta xem phim gì bây giờ? Xong bây giờ ở cho nhân hoa. Cho nhân hoa bộ phim kia trên miệng sao rồi đó. Bộ phim kia hình như rất là thú vị luôn. Hay sao đó? Nói chung mà đang đứng chọn phim mà. Số 3 đúng không? Rồi 16. Số 2 là ổng kêu bạn đi xuống nước đúng không? Mude thuro oseo. Tại vì ổng đang ở dưới nên ổng dùng o. Mude thuro oseo, nhảy xuống nước đi nào. Xong bả để bả chui un tông một lát. Để bả khởi động một lát xong bả đi xuống. Nói cho số 2 đúng rồi, ok. Vậy nha, rồi. Đó 16 câu đầu tiên ai mà nghe được đúng hết là đội tới 1 chắc còn có gì. Rồi bây giờ tiếp nè, 17. Dịch đề nhé. Người nữ ngày mai sẽ thi đúng không? Ngày mai thi. Câu 2, ông nam Birita là mượn này đúng không? Ông mượn sách ở thư viện. Nói chung là mượn sách nha, ở thư viện. Câu 3, bà nữ Chokita đã từng. À không, cái này check chứ, nhìn lộn, check thành chắc. Cái quyển sách mà bà mượn, đây là bà đang có cái quyển sách mà bà mượn ở thư viện đó, là bà đang cầm trên tay á. Bà đang có cái quyển sách đó. Bà có quyển sách mà mượn ở thư viện. Và số 4, ông nam cùng bà nữ sẽ học ở thư viện đúng không? Ok, hai người này cùng nhau học ở thư viện. Rồi, nghe câu này trước nha, 17 nè. Hiểu. 다시 들으십시오. 요즘 한국어를 공부해요? 좋아요. 어디 가는 길이에요? 17번. 어디 가는 길이에요? 내일 학교 시험이 있어서요. 공부하러 도서관에 가요. 그럼 미안하지만 제 책을 반납해 줄 수 있어요? 다시 들으십시오. 어디 가는 길이에요? 내일 학교 시험이 있어서요. 공부하러 도서관에 가요. Bà ông đi đâu? Ông nói ông đi đến thư viện học bài, ngày mai ông thi mất tiêu rồi. 그럼 미안하지만 제 책을 반납해 줄 수 있어요? 반납하다 là gì ta? Hồi nãy bạn nghe từ banhata không? Là trả. Đúng rồi, banhata là trả. Ý bạn nói là banhape chunsu isseoyo. Anh có thể trả quyển sách này cho thư viện chúng tôi được không? Có nghĩa là bạn có mượn không? Có mượn đúng không? Mà có mượn nên bà bây giờ mới nhờ ông nào ông trả giùm. Vì vậy nên đáp án là số 3. Bà có quyển sách mà bà mượn mà nên nhờ trả. Mượn là bidita, còn trả là banapata. Ok. À, còn một cái từ nó có dừng lộn là banipata. Banapata là trả nha, còn từ banipata là mang vào. Từ này cái mang vào nó bằng cái từ gì? Có một từ mang vào hãy nó cho bạn rồi là kachipu tư ro kata đúng không? Hôm bữa mình học mang đi, mang đến, mang vào chưa? Nghe đồ học chục lần luôn đó. Mang đi là Kachiko Kata. Mang đến là Kachiko Ota. Mang vào là Kachiko Turo Kata. Thì cái từ mang vào này nó bằng thêm với từ Banip Hata bên đây nè. Đó, học cái hệ thống nha. Học cái hệ thống lại, ghi chú lại. À, để sau này mình gặp mình nhớ từ vựng nhanh hơn. Mình có hệ thống mà, mình ghi chú mà. Mình nhớ từ vựng, thậm chí mình nhớ nằm trang nào luôn á.
mình ghi chú kỹ lưỡng, mình coi đi coi lại nhiều quá, làm biết mình nó nhớ nằm đúng trang số mấy luôn, đến mức độ vậy luôn mà. 18. Mu kê là gì? Cái trọng lượng. Chê tà là cân đo đong đếm. Chê tà là cân đo đong đếm, ý là ông nào ổng cân cái trọng lượng của các món đồ, cân trọng lượng nha. Rồi trọng lượng cơ thể mình là gì? Nhiều mình là 70 kg, mình là 60 kg, mình 50 kg đó, thì trọng lượng cơ thể mình là mom mu kê, mình bổ sung thêm từ cơ thể nữa. Mom mu kê là trọng lượng cơ thể. Nó bằng cái từ gì? Nó bằng cái từ chê chung. Chê chung là thể trọng. À thể trọng mẹ bao nhiêu? À trọng lượng cơ thể mẹ bao nhiêu? Giống nhau mà. Mom mu kê bằng chê chung. À, thể trọng là trọng lượng cơ thể. Mu kê là trọng lượng nha. Đo trọng lượng của cái món đồ này. Số 2 là ổng, à không, bả. Bả đi Mỹ ha. Số 3 là bả sẽ gửi món đồ bằng tàu ha. Câu 4. Ổng ra, đưa câu ngược lên, mấy con này ngắn ngủn mà, tụi em đi ngược lên đi. Ông nào ổng nhận cái sopo là cái bưu phẩm. À, ổng nhận cái bưu phẩm được gửi đến từ Mỹ. Ok, ổng đang nhận mà, được gửi đến từ Mỹ nha, ông nhận.18번. 이걸 미국으로 보내려고 하는데요. 배로 보내면 다음 주에 도착할까요? 배로 보내면 보통 한 달 정도 걸려요. 비행기로 보내시면 다음 주에 도착할 거예요. 그렇군요. 그럼 비행기로 붙여주세요. 네, 알겠습니다. 먼저 물건을 여기에 올려주세요. 다시 들으십시오. 이걸 미국으로 보내려고 하는데요. 배로 보내면 다음 주에 도착할까요? 배로 보내면 보통 한 달 정도 걸려요. 비행기로 보내시면 다음 주에 도착할 거예요. 그렇군요. 그럼 비행기로 붙여주세요. 네, 알겠습니다. 먼저 물건을 여기에 올려주세요. Mình có thể mở mic lên dịch cho mày nghe. Cái này nói gì không ta? Nãy giờ bà nói gì á? Ok. Nói gì? Họ đã bán trước đi, ok. Giờ không dịch hết bảo ok. Giờ nó bán đi, nó hết mấy. Trời ơi, lớp mấy chục con người. Giờ hỏi đáp số mấy không chọn được luôn. Sai thôi chứ. Sai thôi, chọn đáp án khác. Là cũng đúng thôi. Đáp số mấy? Duy Bảo 18. Dạ. Cho lên đơn chi một hai lộ là số 3 hả? Và ok, cảm ơn em. Có bạn nào bán hát số 3 không? Cái bà nữ này, bà đi ra bưu điện, bà gửi kiện hàng của bạn đi Mỹ. Lúc đầu á, bạn tính gửi bằng tàu thì tuần sau đến được không? Thì ông nói á, gửi bằng tàu lâu lắm, tháng sau mới tới được. Nếu mà cô muốn đến tuần sau á, thì cô gửi máy bay đi. Bỏ chịu, bà nói ok, nếu vậy thì làm ơn gửi giùm tôi bằng máy bay. À, sao ok, ông nói rồi bây giờ mình cho, trước tiên hết là cô đặt lên đây giùm tôi cái. Ola Chuseo, ông cái câu cuối cùng ông á, ông mới dùng từ Olita. Ô là đặt, cô đặt lên đây giùm tôi với, đặt lên đây là biết đặt lên đâu. Ôi là đặt lên á, tải lên, cái này là tải lên, đặt lên. Nếu mà mấy cái gọi là mấy cái trang web mà cái tải thông tin lên trên đó, kiểu như từ này. Còn này ổng đang cưng đồ mà không, ổng đang cưng cái hành lý trên cái cưng á. Ổng kêu trước mắt cô đặt cái sofa, cô cả cái kiện hàng lên trên đây, tôi cái. Ôi là chú Zio, đáp án số.
còn dịch hết trơn tiếng Việt luôn đó bác sĩ mát. Ổng đi Mỹ, bả đi Mỹ hồi nào? Bả gửi kiện hàng đi Mỹ chứ bả đi hồi nào? Rồi bả có gửi bằng tàu bao giờ? Bả gửi bằng máy bay mà. Rồi 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 ông nào ổng nhận từ Mỹ ở kia? Ổng có cái gì mà ổng nhận từ Mỹ? Ổng là nhân viên mà, nói chung số 1. Đúng không? Ổng sẽ cân cái trọng lượng của món đồ này, ổng kêu bả đặt lên mà. 19. Người nữ phải đi đến công ty vào cuối tuần. Số 2, ông nam ổng sẽ đến nhà bà nữ vào cuối tuần. Câu 3. Bà nữ ra. Bạn chọn bạn chứ, chứ thầy nhìn vô một cái là nguyên cái câu nó vô mặt thầy rồi. Thầy nhìn một cái chỗ này là nguyên cái câu vô mặt thầy rồi. Còn chọn bạn dịch sao chứ? Người nữ đi ngược lên nè. Người nữ bà đang sống, cô là cái nơi đúng không? Bà đang sống ở cái nơi gần nhà của ông nam. Cả các ta là gần. Tính được gần từ này nè, hay đâm bà sống ở nơi gần nhà người nam nha. Câu 4. Hai ông bà là sao? Chip tư đi tiệc tương gia. Chip tư đi tiệc tương gia. Ê, hai ông bà sẽ đến tiệc tương gia của người bạn. Bữa nào có thời gian để cho bà nghe một số cái bữa tiệc ở bên hàng. Đám cưới, đám hỏi, tương gia, đám tang, rồi thôi nôi, đúng không? Rồi rồi tiệc chia tay, tiệc năm mới, tiệc gọi là tiệc 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 ở ngoài, cái là tiệc công ty, nói chung một nùi cái tiệc tùng tổ chức bên hàng bên đó, để mình có thời gian cho bạn ghi sau. Ship coupon. Minsu 씨, 저 지난주에 회사 근처 아파트로 이사했어요. 정말요? 집이 회사랑 가까워서 참 좋겠네요. 네. 혹시 이번 주말에 집들이에 올 수 있어요? 이번 주말에요? 일이 있어서 오전에 회사에 나가야 하는데 일 끝나고 저녁에 갈게요. 다시 들으십시오. 민수 씨, 저 지난주에 회사 근처 아파트로 이사했어요. 정말요? 집이 회사랑 가까워서 참 좋겠네요. 네. 혹시 이번 주말에 집들이에 올 수 있어요? 아, 혹시 이번 주말에 집들이에 올 수 있어요? 아, xin lỗi, không biết bạn có thể đến tiệc tân gia của tôi vào cuối tuần này được không? 이번 주말에요? 일이 있어서 오전에 회사에 나가야 하는데. Vì tôi có việc vào ban sáng á, nên tôi phải đến công ty. 일 끝나고 저녁에 갈게요. 아, công việc kết thúc rồi tối đến, tối tôi sẽ đến nha. 저녁에, 저녁에 갈게요. Nói chung là số số mấy? Số 2. Số 2 đúng không? Ok, chính xác. Người nam sẽ đến nhà người nữ vào cuối tuần. 20. Bà nữ chiếc áo mà bà mua hôm qua rất là chật đúng không? Chiếc áo đã mua hôm qua rất là chật luôn. Số 2, ông nam. Ông đã mua một áo thun mới, nói chung là ông mua áo thun mới nha. Câu 3, bà nữ. Bà cô ta là đổi đúng không? Bà cô chú ta đổi cho, ấy là bà nữ bà đổi cái áo của người nam cho. Bà đổi áo người nam ha. Rồi câu 4. Ông nam ổng sẽ nhận cái gọi là cái phí của cái áo này từ bà nữ, ý là bà nữ bà mua, bà đưa tiền cho ông nam, ông nam anh là người nhận cái phí này. (20번) 어서 오세요. 마음에 드는 옷은 입어보세요. 저 어제 여기에서 이 티셔츠를 샀는데 사이즈가 좀 작아서요. 큰 사이즈로 바꿀 수 있을까요? 잠시만요. 손님, 죄송하지만 지금은 큰 사이즈가 없네요. 환불해 드릴까요? 네, 그렇게 해주세요.
다시 들으십시오. 어서 오세요. 마음에 드는 옷은 입어보세요. 저 어제 여기에서 이 티셔츠를 샀는데 사이즈가 좀 작아서요. 큰 사이즈로 바꿀 수 있을까요? 잠시만요. 손님, 죄송하지만 지금은 큰 사이즈가 없네요. 환불해 드릴까요? 환불. 네, 번호 3. 환불 là hoàn tiền. Hắn mua hai tờ hoàng tiền, ý là như này nè. Ông mua hôm qua ông mua cái áo thun ở đây à, xong rồi chật quá, ông tới đây ông đổi cái size bự hơn. Xong bà nói ôi chết rồi, tôi không có cái áo size bự hơn như anh đang muốn. Thì thôi, bây giờ tôi giải quyết cho anh bằng cách tôi hành buôn có chịu không. Hắn mua hai tờ hoàng tiền. Ông muốn đổi nhưng bà đâu có đổi được đâu. Tại bà đâu có còn size bự đâu mà đổi. Nên bà mới đưa ra một cái cách là hành buôn hai tờ, anh có chịu không. Hắn buôn hai tờ điên cào dố, tôi hoàn tiền cho anh nha. Đúng không? Rồi sao nữa? 네. 그렇게 해주세요. 아, 토, 토, 토. 네, 맨, cô hãy làm giống như vậy giùm tôi cái. Đáp án cho còn lại đó. Số 4. Số 4 chứ. Đúng không? Ông Nam, ông sẽ nhận cái phí áo từ bà nữa, tại vì bà hoàn tiền nhà ông mới nhận chứ. Ghi từ này nhé. Kêu hoan buôn hai tờ hàng tiền. Hoan buôn hai tờ hàng tiền. Đó là cách giải quyết khi chúng ta mua đồ trên mạng đó. Một là chúng ta sẽ kêu hoan hai tờ. Kêu hai tờ đổi. Nếu chúng ta không hài lòng một cái món đồ gì đó trên mạng đúng không? Thì mình sẽ có những cách để mình giải quyết như sau nè. Một mình hoan buôn hai tờ là mình đổi hàng đó, là đổi hàng. À, hai là mình không có gì để đổi, như ông trường hợp nó có gì để đổi đâu. Thì tôi sẽ đi đến cái trường hợp là tôi hoàn tiền, nó hoan buôn hai tờ. Đây là hai từ vựng khi liên quan đến việc mua sắm đó. Đổi hoặc là hoàn tiền lại luôn. Được không? 21 nha. Rồi ông Nam ổng hát vì không hát nên ổng đau họng. Buôn ra tờ là hát này vì ổng hát nên ổng đau họng. Số 2 là ổng uống thuốc xong rồi đau họng của ổng đã khỏi rồi. Nạch tàn, cái tờ là khỏi á. Uống thuốc xong khỏi, đây là cái họng ổng khỏi rồi. Rồi số 3 là bà nữ bả là hội viên câu lạc bộ giống như người nam vậy. Đây là bà nữ trong nam á, hai đó đều là hội viên câu lạc bộ hết. Tông đi là câu lạc bộ hay là hội viên. Và số 4, bà nữ bà sẽ đến cái buổi gặp mặt câu lạc bộ cùng người nam vào tuần sau. Nói chung tuần sau hai người sẽ đi đến đó. Được không? Chữ 21번. 지난주 동아리 모임에 왜 안 왔어요? 요즘 목이 아파서 병원에 다녀왔어요. 목소리가 안 나오면 노래할 수 없어서요. 지금은 괜찮아요? 약도 먹고 따뜻한 물을 많이 마시는데 그래도 목이 아파요. 아마 다음 주 노래 동아리 모임에도 갈 수 없을 것 같아요. 다시 들으십시오. 지난주 동아리 모임에 왜 안 왔어요? 지난주, 엄마, 동주, 왜 동아리에 안 왔어요? 그래서 동주, 안 không có đến buổi gặp mặt của câu lạc bộ. 요즘 목이 아파서 병원에 다녀왔어요. Nói chung là những cái sao này con nhiều các bạn. Tại vì ổng đau họng nên ổng lên bệnh viện, ổng muốn thuốc thang thì nó vẫn chưa khỏi. Nên ông dự kiến là tuần sau nữa ông cũng chả đến được. Tuần trước không đến được đã đành rồi. Mà tuần sau ông cũng không đến được nữa. Nói chung là những cái thông tin sao không nên nhiễu thôi. Thì mình nghe nói mình chọn được rồi. Đúng không? Đáp án số mấy? Số 3. Số 3 đúng không? Hai ông bà này cùng là hội viên mà. Ở đây mà ông mới hỏi thăm, bà mới hỏi thăm ông tại sao ông không đến đó. Ok. Đây đọc kỹ đề nha. Trọng tâm người nam nha. Nên đó không phải lúc nào cũng là trọng tâm người nữ hết đâu. Nó tùy lúc mà đúng không? Trọng tâm người nam thì nghe câu cuối người nam, trọng tâm người nữ thì nghe câu cuối người nữ. Nói chung là làm sao đọc cẩn thận cái đề chút xíu. Ở đây hỏi người nam thì nghe người nam nha. Câu số 22 là nếu làm việc vào kỳ nghỉ thì sẽ tốt. Đúng không? Kỳ nghỉ mà còn làm việc nữa ha. Số 2 là có nhiều người làm việc ở Pyongyang, đây là ngày thường. Đây là vào ngày thường rất là nhiều người làm việc.
ngày thường tức là ngày thứ hai thứ sáu á, tức là anh chị thứ hai thứ sáu là Pyongyang. Rồi số 3 từ ngày mai thì tôi cần cái người làm việc chung, Pyro là cần nha, từ ngày mai tôi rất là cần cái người làm việc chung. Và số 4, nếu có người nào mà làm việc được như vậy đó thì bạn liên lạc với tôi với, nếu có ai làm việc chung vậy đó do lắp liên lạc với tôi với ha, cái nào liên lạc. Dạ bạn nghe câu cuối người nam nha. Đáp 22번 아르바이트 광고를 보고 전화 드렸는데요. 네. 월요일부터 금요일까지 일할 수 있는 사람을 찾고 있어요. 그리고 혹시 내일부터 일할 수 있어요? 학교 방학이라서 평일에 시간이 괜찮습니다. 그런데 방학이 다음 주에 시작해서요. 다음 주부터 출근해도 될까요? 미안하지만 안 되겠네요. 다음에 다시 연락 주세요. 다시 들으십시오. 아르바이트 광 À, không có nghe hết bài lại đâu bạn. Nghe câu cuối từ Nam được rồi. Đáp án. Trọng tâm người Nam, nghe câu cuối người Nam thì nghe chi nhiều. 될까요? 미안하지만 안 되겠네요. 방학이라서 평 일할 수 있어요? 그리고 혹시 내일부터 일할 수 있어요? 아, 내일 부터 일할 수 있어요? Mày có thể làm luôn từ ngày mai được không? Ý là ông đang tìm người rất là gấp. Xong bà nói gì bà không làm được á, từ tuần sau bà mới làm được, xong mới không được rồi. Tôi đang cần người gấp mà còn cô nói tuần sau mới làm sao được. Đó cho mà số 3. Ông đang cần cái người từ ngày mai làm việc chung nhóm. 23 là phải gặp bạn để sao qua hai tài này bạn dịch sao lớp mình dịch sao từ này vậy ông Nam á ông phải gặp bạn bè rồi sao đó rồi cái gì táo táo hả tao tụi em dịch vậy đúng không hả hiểu cái này nói sao xin lỗi đúng rồi đúng rồi chính xác. Từ này từ xin lỗi chứ mà chứ táo gì đâu nha trời sao qua hai tài là xin lỗi đó. Nó bằng tụi mình anh hai tài chưa xong hai tài luôn đó. Vậy là ông phải gặp người nam xin lỗi. Số 2, President Sư Tài là viết thư. Ý là theo ổng á, cái việc viết thư xin lỗi thì là tốt ha, viết thư xin lỗi là tốt. Và số 3 là ổng cô Chi Tài là sửa nè. Ổng phải sửa cái máy ảnh của người bạn rồi gửi kèm với lá thư. Chắc ổng làm gì không biết nữa, ổng phải sửa rồi xong gửi kèm với lá thư. Và số 4, đây là sửa nha. Số 4 là cái việc mà chúng ta không nói những cái lỗi lầm đến với bạn mình á. Cái việc chúng ta đừng có nói những cái lầm lỗi trước bạn mình là điều rất quan trọng. Xin xua lỗi lầm. Câu cuối này nè. 다음에 다시 다시 내일부터 일할 수 있어요? 이 괜주에 시어? 다음에 다시 연락 주세요. 23번 어제 친구한테 빌린 카메라를 떨어뜨렸어요. 정말요? 친구에게 이야기했어요? 아니요. 친구한테 너무 미안해서 말을 못하겠어요. 다행히 카메라는 바로 고쳤는데 그냥 친구에게 이야기하지 말까요? 안 돼요. 말하는 게 힘들면 편지를 써보세요. 실수한 게 있거나 사과해야 할 때 편지를 쓰면 좋아요. 다시 들으십시오. 한번 nghe lại đó. Nghe cô cuối ông Nam nãy đó. Chọn đáp án được rồi mà. Đáp án. 내일은 뭐죠? 내가 구는 안 해서 내일 날지. 아, 내일 또 구할 날이나. 말하는 게 힘들면. Nếu mà bạn nói năng khó
편지를 써보세요. Thì thôi viết thư cũng được. 편지 써보세요. Bạn thử viết thư đi. 실수한 게 있거나 사과해야 할 때. Tại vì khi bạn mắc lỗi hoặc bạn xin lỗi ai đó. 편지를 쓰면 좋아요. 편지 là thư nè. 쓰는 좋아요. Cái việc 쓰는 có đó, cái việc mà bạn viết thư như vậy đó rất là tốt. Nói chung là số 2 đúng không? Ông tiên nên viết thư xin lỗi tốt hơn. 24 nè. À, các người bắt dù nè, tôi là dù nè, dù chúng ta không có ăn hay là chúng ta đừng có ăn những thức ăn mình ghét cũng được mà, đâu ai bắt buộc đó, đừng có ăn là được. Và số 2, khi còn bé, ở đó sinh te, khi còn bé thì cái việc mà chúng ta ăn thức ăn, gọi là ăn kỹ lưỡng á, rất quan trọng. Còn 3, nếu chúng ta trực tiếp làm thức ăn á, thì chúng ta có thể ăn rất là ngon, những món ăn đó, hay là mình tự làm mình ăn sẽ ngon hơn. Và số 4, là cha mẹ phải trực tiếp làm đồ ăn cho con mình. À, cha mẹ phải trực tiếp làm đồ ăn, trực tiếp mà. Nãy giờ mới rồi trực tiếp mà. Làm đồ ăn cho con mình. Rồi, nghe con cuối người Nam. Nghe con này thôi, xem đi đọc này. 안 돼요. 걱정이에요. 제 아들이 밥을 잘 안 먹어서 걱정이에요. 그래요? 저도 어렸을 때 밥 먹는 걸 싫어해서 부모님이 많이 걱정하셨어요. 하지만 나중에 괜찮아졌어요. 어떻게 괜찮아졌어요? 부모님과 함께 음식을 직접 만들어 봤어요. 그렇게 하면 제가 만든 요리니까 밥을 잘 먹게 됐어요. 한번 그 방법을 사용해 보세요. 다시 들으십시오. Ông kêu bà thử làm cái cách giống ổng đi. Cách giống ổng là cách gì? Số 4 hả? Số 4 hả? Số 4 là cha mẹ phải trực tiếp làm đồ ăn cho con mình hả? Bà phải ý ông là con này không? 그렇게 하면 네, 잘 적어 lại chứ nha. 어떻게 괜찮아졌어요? 부모님과 함께 음식을 직접 만들어 봤어요. 그렇게 하면 제가 만든 요리니까 đây là chúng ta phải cùng với cha mẹ làm đồ ăn gì đó. 밥을 잘 먹게 됐어요. Đây là chúng ta làm, ý là chúng ta tự làm những điều đó đó thì chúng ta ăn sẽ ngon hơn. 한번 ok, nói chung là vậy đó. Hãy cùng cha mẹ làm thức ăn rồi mình ăn những thức ăn mình làm được như vậy đó sẽ ngon hơn. Là số mấy? Số 3 đúng hơn á. Ông nghiêm số 3, nếu mà trực tiếp làm đồ ăn như vậy đó thì sẽ ăn rất là ngon những món ăn đó, số 3 đó. Rồi lấy để đọc nha. Để đọc nè. Rồi sửa nhanh thôi. 31 nè. Thứ 7 tôi leo núi, chủ nhật tôi gặp bạn, là nói về cuối tuần đúng không? Rồi tôi có chị, tôi cũng có em nữa, nói về gia đình đúng không? Tên gì đó? Do đương là mùa hè, ở bên Hàn rất nóng, còn mùa đông thì rất lạnh. Nói về mùa nè đúng không? Mùa hè, mùa đông là nói về mùa, cây tròn. Cô đi là gì? Con đường á. Con đi là con đường. Không liên quan, mà nói về mùa mà. Ta rất là lịch. Ha. 34. Từ Seoul đến Busan tôi đi xe lửa. À, cái gì đó, đó, đó tôi mất 4 tiếng bằng xe lửa đó mà. Phương tiện là bằng xe lửa. Rồi. À, sinh nhật tôi nè. Vì vậy nên tôi nhận được nhiều món quà từ bạn tôi. Tôi nhận được bạc tà nhận nè. 36. Tôi rất thích cái gì đó đó. Tôi thích chó nhất. Chó là liên quan đến động vật. Tông mui. 37. Dạo này tôi không có việc gì hết. Vì vậy nên tôi rất là rảnh. Hay là sao? Hả? Hay rất là rảnh, rất là chán, rất là gì đó. Cái kiểu vậy á. À, Simsimata đó mà. Simsimata là chán mà. Không có việc gì hết nên chán mà. Simsimata. 38. Còn bây giờ tôi bận lắm luôn. Tôi sẽ gọi lại sau đúng không? Tôi đang bận, tôi gọi lại sau nha. Cái từ sau là nào chung nghe. Nào chung nghe, tôi gọi lại sau nhé. 39. Nóng nực quá đi.
Tôi muốn cái gì đó áo, cởi áo đúng không? Số 1, bỏ tà cởi. Đúng rồi, quá tôi muốn cởi áo bỏ tà. Cha tà đeo, đeo là đeo đồng hồ thôi. Cái tà đeo dùng ở đồng hồ á. Xưa tà là đội, đừng có định nón nè. Đeo đội trên đầu nữa không? Còn cái tà là xỏ là xỏ những xỏ những xỏ những xỏ găng tay ra đó. Không liên quan, mình cần cởi mà. 40 là chọn con sai nha. Mình chọn chưa? Con nào sai vậy? Câu số 2 này. Số 2 hả? Là đi cùng hai người. Đi cùng hai người là cộng ổng luôn là mấy người? Là ba người. Ba người đúng không? In vô là số lượng người nè. Số lượng người là hai người. Mà câu này nói như vậy là sai đúng không? Xin xét. Vậy không? In vô là hai người thôi. Mà ổng đi như vậy là ba người, còn gì nữa là sai. 41. Các bạn chọn chưa? Sửa cho nhanh nè. Đáp số 4 rồi. Số 4 là người ta. Số 4 là Maria đã gửi tin nhắn cho thầy Kim. Ai ai đã gửi? In John Chu gì mà đúng không? Đâu phải là Maria đâu, đúng là số 4 sai nè. 42. Số 1. Số 1 là người ta. Trong phòng được hút thuốc. Tam B là thuốc lá, Piu là hút. Trong phòng được hút thuốc hả? Người ta nói là đừng hút thuốc mà, đúng không? Tam B Piu Chi Mã Siêu được hút thuốc. Số 1 sai nè, đúng rồi. Và chọn con sai nha. Rồi bây giờ 43 đến 45 mà chọn con đúng nè. Con đúng là con nào? 43. Câu số 3 này. Số 3, số 3 là vì nè, vì dọn dẹp cái bàn nên nó sạch lắm. Vì dọn dẹp cái bàn nên nó sạch lắm. Chỗ này là mỗi ngày tôi đều dọn dẹp cái bàn, đúng không? Cái bàn to và sạch sẽ lắm. Ok, chính xác. Câu số 3. 44. Số 1 á. Cái phòng, cái lớp học nó rất là mát. Đâu, chỗ nào biết lớp học rất là mát? Chỗ này rồi đúng không? Trong lớp học nè, khi gì đó, vì nó có eo kho là máy lạnh nên rất là siêu quân ha tà. Đúng rồi, số 1. Lớp học cái máy lạnh nó rất là mát, đúng rồi. 45. Số 4 này. Số 4, cuối tuần này có cái bữa tiệc chúc mừng. Cuối tuần này có một cái bữa tiệc chúc mừng. Đâu? Chúc Kha Party Hamita. Là tôi tổ chức một bữa chúc mừng. Nhưng mà coi coi thời gian là lúc nào. À đây nè, thời gian đây là chủ nhật tuần này, là cuối tuần, đúng rồi, chính xác. Số 4. 46. Trọng tâm nha, trọng tâm là câu cuối á. Hôm nay tôi cũng đã mua mua đến cái thức ăn ở cửa hàng tiện lợi. Em nghĩ là số 1 đó này. Một là thông thường tôi làm việc đến ban đêm. Để đọc chút xíu có câu nào nó đúng hơn không ta. Và số 2 là tôi dự định làm việc ở cửa hàng tiện lợi. Số 3 là tôi vừa làm việc ban đêm vừa ăn đồ ăn. Số 4 là tôi thường xuyên làm đồ ăn rồi ăn đó. Đọc hết 4 câu đó thì bạn là cái câu nào? Cái câu này là câu trọng tâm nha. Trọng tâm nó không về cuối đó, của ông Nam á. Thông thường tôi làm việc ban đêm nè. Khi tôi làm việc đó, tôi đói bụng lắm luôn nên tôi thường xuyên mua đồ ăn rồi ăn. Hôm nay tôi cũng đã mua thức ăn ở cửa hàng để lại ăn. Ông nó nói về cái việc bận rộn của ông á, làm việc đói bụng, ông ăn quá trời ăn. À, ý của ông là gì á? Vậy là cái câu nào? Mình chưa chịu 1-3 thôi. Số 1 cái câu số 3 là vừa làm vừa ăn mà. Còn cái này là đói bụng rồi đi mua ăn. Ừ đúng rồi, cái này là cái kiểu mà đói bụng xong mà thường xuyên mua đồ ăn. À, vậy là cái này nó không rõ ràng lắm không? Số 1 đúng mà, thông thường ổng làm việc đến ban đêm nên ổng đói bụng ổng mua đồ ăn. Mỗi 3 thì có 1 đúng hơn. 47. Em nghĩ là số 3 này. Số 3, cái này là tôi muốn giúp đỡ những người mà đau bệnh. Tôi muốn trở thành bác sĩ, giúp đỡ những người đau bệnh. Số 3, ok, chính xác. Tôi muốn trở thành một nhà bác sĩ tốt. Ừ. 48. Số 1. Số 1. Số 1 tôi thường xuyên đọc sách. Còn số 2 là tôi thích xe hơi. Cái nào đúng hơn ta? Cái này là gì ta? Tôi thích lấy xe. Còn coi đây là cái việc tôi thích là cái việc mà ngắm nhìn những xe mới. Rồi xong tôi cũng xem rất nhiều sách xe hơi. Số 1 là sách hả? Tôi đọc sách thường xuyên hay là số 2? Tôi thích xe hơi. Em cũng phân vân hai câu đó đó nhưng mà em chọn số 1. Đây này, câu cuối cùng ông này nè. Tôi xem rất nhiều sách xe hơi.
tôi thích cái việc ngắm nghía những bước những cái xe mới như vậy. Rồi tôi thích lái xe, cái chủ đích của ổng là xe hơi á, tại ổng thích lái xe là con này nè, bởi vì ổng mê xe quá mà ổng chưa có xe được nên ổng mới sành đành đi ngắm đỡ, đi xem sách đỡ cho đỡ thèm. Mà ổng thích cái việc thích xe hơi á, là số 2 đúng hơn á, số 2 á, cái chính yếu ổng thích xe hơi, mà sách xe hơi á mới là cái chính yếu của ổng. Là 49. Hay dịch thêm con này đi, để coi sao để hay dịch ngày mai, mai mình học mà, ngày mai thứ bảy nhật mình học thêm mà, nên để mai dịch tiếp đi, dịch thêm con này nữa. Vậy là tôi ghét cái việc nó ăn ở nhà đúng không? Tuy nhiên món cái đồ ăn mà tôi mua ăn á nó quá là mắc nè. Đó, nên bây giờ tôi đang dự tính là nấu ăn ở nhà. Là ghét nhưng mà bây giờ biết sao, giờ ngoài đường mua đồ ăn mắc quá nên phải tự nấu thôi. Kiểu vậy á, ở ca chăng gì đó, từ những món ăn gì đó tôi muốn làm từ những món ăn ăn gì bên dưới nè. Dễ số 4 à. Nhưng mà tôi muốn là ông dễ trước. Rồi có 50, câu số 1 là tôi thích đồ ăn mà tôi mua ăn. Số 2 là tôi sẽ tặng bạn tôi bibimbap. Số 3 là tôi sẽ làm đồ ăn rồi ăn. Số 3 đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, số 3 còn các phương pháp chính giữa không thầy? Như hàng đầu tiên này, câu đầu tiên là câu đơn, còn cái gì nữa đúng không? Có một cái văn hóa chitturi là tân gia. Đây là có một văn hóa từ tân gia ở Hàn Quốc. Rồi, phương pháp cắt đôi nè. Nếu chúng ta dọn nhà mới mà, Isa là dọn nhà. Để chúng ta gọi là mới dọn nhà đó thì cắt tiếng người phát ao so này thì chúng ta sẽ mời đúng không, chủ tịch thằng mời tất cả những từ vựng nào không biết nhớ tôi ghi chú để học nha. Nếu chúng ta dọn nhà thì chúng ta sẽ thường mời các bạn của mình rồi cùng nhau ra cắt người phát tiếp nè, cùng nhau ăn cơm rồi sao nữa, và cùng nhau bôi cho chú tài cho xem từ vựng này, bôi cho chú tài cho xem. Chúng ta mời các bạn của mình đến để cùng nhau ăn uống và cho các bạn của mình thấy được những cái gì đó về ngôi nhà của mình. Rồi chua te bạch tinh sa đăng từ trên chủ ngữ nè, những người mà được nhận lời mời như vậy đó thì sau mua đến sa cá nền đề thì họ sẽ mua quà đến đúng không, và thông thường á thì họ sẽ sau mua ra tà sẽ tặng quà là xê chê là bột giặt, hoặc là hiu chi là khăn giấy. Lý do họ tặng là bột giặt và khăn giấy là như thế nào thì mình đọc thêm câu sau mình sẽ hiểu nè. Y sau mua đến nên trong món quà đó Umika, nó có mang một ý nghĩa. Ý nghĩa gì? Đầu tiên là xê chê trước. Xê chê là bột giặt. Ở Kofumi mà ni na gì cả. Kofum là gọi là bong bóng. Bong bóng ấy là cái bột giặt á. Chắc chắn một điều nó sẽ xuất hiện rất nhiều bong bóng. Na ta là xuất hiện Kofum bong bóng. Đó. Nên nó mang ý nghĩa là tiền cái gì đó. Cái gì đó nhiều tiền ha. Rồi còn nếu mà chúng ta nhận được hưu chi là khăn giấy thì nó mang một cái tực, tực của ma Umi luôn, tực nó giống như Umi, nó mang một ý nghĩa là tất cả một công việc chúng ta sẽ dễ dàng được được gọi là được được giải tỏa, được tháo gỡ. Futeta là từ tháo gỡ, được giải tỏa. Giấy bạn kéo giấy mà kéo liên tục của nó tượng trưng cho công việc nó được hanh thông, thuận lợi, suôn sẻ. Kiểu vậy đó. Còn bong bóng quá nhiều nổi lên lề bề trên mặt nước thì tượng trưng cho cái gì? Nhiều tiền. Tượng trưng cho xài nhiều tiền, sư tà sử dụng là ăn xài á. Tượng trưng cho kiếm nhiều tiền, bon tà là kiếm. Tượng trưng cho chuun, cái này là từ gì nhỉ? Đây là cho từ vựng nguyên mẫu nè, chu chi là chụp tà. Chụp tà từ vựng nguyên mẫu là từ nhặt. Từ này là từ nhặt. Nhặt nhiều tiền hả? Và số 4 là bi là mượn mượn nhiều tiền này các bạn. Cái ý nghĩa mà bong bóng nó ngập trên cái bột giặt các bạn đó thì tượng trưng cho cái gì tiền? Cái gì nhiều tiền? Cho chọn thử xem. Im ru trơn chạy. Chọn thử đi sai thôi chứ. Hello, dạ bố Gio. Chào tôi rất sợ. Kiểu nghe nhiều người ta. Số 3. Nghe mà đúng không? Số 3 hả? Ủa sao đi bên nhặt tiền hả? Tự nhiên nhặt tiền á. Em đi mò tiền hả? Sao mà em đi sao mà đi nhặt tiền đây trời? Bong bóng tượng trưng ra có gì? Đọng lại đi. Số 2 đây. Số 2 chứ đúng không? Tượng trưng cho việc kiếm quá nhiều tiền đúng không? Còn 52 là nội dung đúng, nói về điều gì? Số 1 nói về cái điều cần thiết khi chúng ta tổ chức tiệc tân gia.
필요하다 cần thiết. Số 2 là nói về cái món quà mà chúng ta ấy là cái việc mà tặng quà. Nói về cái việc tặng quà khi chúng ta tổ chức tiệc tân gia. Số 3 nói về những cái điều chúng ta có thể làm được, có thể làm được trong cái buổi tiệc này. Và số 4 là cái điều mà chúng ta có thể thấy được trong buổi tiệc này, đáp án. Đáp án. Chọn dịch luôn rồi đó. Mà kêu chọn đáp án không biết chọn. Đáp án số mấy? Số 2 ạ. Số 2 đúng không? Đúng rồi. Nói về cái văn hóa tặng quà khi mà tổ chức tiệc tân gia, đúng rồi, chính xác. Năm 3 nè. Cho nên khắc cơm Archime một Idona so các ngữ pháp ra nè. Idonata là có mấy nghĩa? Bạn nào mở mic lên nói nghe thử. Idonata là có mấy nghĩa và đó là những nghĩa nào? Một là thức dậy. Hai là gì? Bữa nó à, một là thức dậy. Hai là xảy ra. Ba là gì? Đứng lên. Đúng rồi, ba đứng lên, đúng rồi đó. Đúng rồi, một là thức dậy, hai là xảy ra, ba là đứng lên. Ok, vậy theo bạn trong câu này nghĩa là gì? Câu này nghĩa là gì? Tôi thỉnh thoảng ra không thể thức dậy. Đúng rồi, không phải thức dậy vào buổi sáng được. Nên cũng có đôi khi tôi đến trường trễ. Đúng rồi, te là khi à, cũng có những khi mà tôi đến trường trễ. Ok, cứ đề so, vì vậy nên sau khi đêm qua giáo xuất kinh hết sinh mì tà, vì vậy nên tôi đã hứa, đúng không, tôi đã hứa với giáo viên của tôi à, tôi cam kết tôi hứa với giáo viên của tôi à, tổ hơn nữa .. số beacon nào cô tiết học kết thúc rồi à, tôi quyết định là sẽ đi dọn dọn dẹp nhà vệ sinh, chắc là đến trễ cô phạt sao á, hứa với cô gì đó, hứa với cô sao, hứa với cô cái gì đó tiết học kết thúc xong đi dọn nhà vệ sinh. Đúng rồi đó. Số mấy? Số 1 đúng rồi, chính xác. Chỉ cắt ham nhân đúng không? Nếu mà tôi đến trễ, chỉ cắt hai tà đến trễ thì tôi hứa với cô tôi dọn nhà vệ sinh sau tiết học. Ok, chọn được 53 rồi, thôi khỏi đọc nữa nha. 54, quăng lên đi hả? Và số 1, nếu tôi chắc là đến nơi á, nếu tôi đến trường thì tôi sẽ dọn dẹp, phải không? Nó không có khớp với cái ý mà đang cần đúng không? Và số 2, ngày mai tôi sẽ đến trường sớm. Đúng không ta? Ngày mai tôi sẽ đến trường sớm. Cái câu này người ta nói gì? Nay in là quốc nực chi ăn khách mà. Ngày mai tôi nhất định sẽ đến trường, nhất định tôi sẽ không trễ nữa đâu. Ngày mai nhất định tôi sẽ không trễ nữa đâu. Ờ, vậy là câu này đúng không? Đúng không? Hai đúng. Đúng rồi, còn gì nữa? Ok, số 2 đúng nha. 55. Kochiman hanen gosen là pun idimita. À, Kochiman là nói dối. Cái việc mà chúng ta nói dối là điều xấu xa, đúng không? Là điều rất là xấu, nạp vừa tà. Kakumen, Kochima đến hành tè các ít xin mê tà. Thỉnh thoảng cũng có những khi tôi nói dối. Rồi, đọc thêm câu sau đi. Bumunimina, chinh vô tưng, tha đơn sa đam, cọc trong si. Điều gì đó đó, te nè. Khi mà tôi không muốn, cô chứ là muốn, chi anh là không. Khi mà tôi không muốn làm cho, ở đây có cái đuôi câu si kia, cái này mình sẽ học kỹ trong cái 3B. Tính tốt của 3B mình sẽ học cái cấu trúc mà si kia tà này. Danh từ tiếng Hán đi với si kia tà nhưng làm cho đó. Vậy là khi tôi không muốn làm cho ai? Làm cho những người khác như là cha mẹ hoặc là bạn bè tôi lo lắng. Còn cho xe làm lo lắng, hay là tôi không muốn làm cho những vị đó lo lắng thì tôi thường nói dối. Đó là vậy thôi, mình chọn được rồi. Mình chọn có 55 rồi đây. Với trước ấy là biết, tôi biết nói dối là việc không tốt, đúng không? Nhưng với sau á là đôi khi á, trong những lúc mà tôi không muốn làm cho một người lo lắng như vậy đó à, thì là đáp án nào? 4 á. 4 đúng không? Mình đang cần một cái tuy nhiên mà. Tuy nhiên thỉnh thoảng tôi cũng nói dối tại vì tôi không muốn làm cho một người lo, đúng không? Tuy nhiên là số 4 Corona, đúng không? Ok rồi. 56. Chuyện Kochiman tôi xin là cũng có những lời nói dối tốt đẹp. Kochiman là nói dối, cũng có những lời nói dối tốt đẹp, là mình coi thử thôi.
mình coi thử coi cũng có lời nói dối tốt đẹp rồi, nằm chỗ nào ta. Để mình đọc cuối cùng coi, mình dò thử con này nói gì. 필요한 거짓말도 있습니다. Cũng có những lời nói dối cần thiết. Đúng không? Chỗ này nè. Vậy là nó ứng với con này không? Đúng này, đáp án số 1. Đúng rồi. Đúng rồi, con số 1 á nha. Ok. Rồi 57 nè, cả bốn đáp án đều đi câu ca thì mình sẽ đọc câu ca trước. Chị ca, Kako Shibun Shitangi Han của Isimida, vậy là có một cái nhà hàng mà tôi rất là muốn đi đến. Rồi, xong đến câu nào đó. Bây giờ tiếp theo là một là na hay là ta thôi đúng không? Câu con na trước nha. Tôi trước đây một tuần thì vì đã đặt trước rồi nên không sao hết. Còn cô ta đâu, đọc cô ta là nhà hàng đó. Sarami Manaso vì nhiều người lắm nên nhất định phải đặt trước. Vậy ai đi trước? Đọc cho biết ai đi trước rồi. Ta đúng không? Tôi có một nơi nhà hàng mà tôi muốn đi đến và chính nhà hàng đó nhiều người lắm nên phải đặt trước. Đúng không? Phải đặt trước. Rồi sao nữa? Nói chung là câu ca đến ta đó. Câu ca đến ta đó. Bây giờ tiếp theo là na, na hay ra. Ra gì ra, đọc cô ra chính là tuy nhiên dì dắt Sony Manaso vì nhiều khách mà đặt á nên cũng có lúc tôi không thể đặt được trước. Vậy thì bạn câu na với câu ra ai là câu đi trước? Cô ra đi trước. Cô ra chứ đúng không? Cô ra chứ đúng không? Nhất định phải đặt. Sao mà tuy nhiên biết là nhất định phải đặt rồi. Nhưng mà quá nhiều người đặt đi nên cũng có đôi khi là cũng có những lúc mà tôi không thể đặt được. Đúng không? Nhưng may mắn thay á là tuần trước một tuần trước tôi đã đặt sẵn rồi. Nói chung là số 4. Nói số 4 nha. 5, 8. Bốn đáp án đều có câu ca nè. Ipakata là nhập học, Fushita là muốn, vậy là tôi rất muốn nhập học vào trường đại học Hàn Quốc. Xong cái đó là na với ra đúng không? Bị giữ na với ra thì mình đọc câu na trước nè. Dạ, tôi muốn nhập học ở trường đại học Hàn Quốc. Sakona, cái trường đại học mà tôi muốn học thì cái tương nốt cung rẻ lắm. Tương nốt cung là cái phí đăng ký đúng không? Cái phí đăng ký rẻ lắm. Đọc thêm chút xíu con ra coi. Tuy nhiên, mệnh cho không bu dọn xin miên hẹn so ít hắc xì hâm mê cúp hấp các hạt xin miên đà. Tuy nhiên, trước tiên là tôi sẽ phải gán học chăm chỉ để rồi đậu cái kỳ thi nhập học ít hắc xì hâm kỳ nhập học. Vậy theo bạn là cô na, cô ra. Cô ra. Cô ra đúng không? Tôi rất muốn nhập học vào trường đại học Hàn Quốc. Nhưng mà tuy nhiên, muốn nhập học thì trước tiên tôi phải thi đậu trước đã. Hợp lý đúng không? Vậy là ký 3 hay 4 thôi. Mà bỏ theo con này đi. Rồi sao nữa? Tôi phải đậu cái kỳ thi nhập học đó. Rồi thêm một cái nữa là... Rồi sao? Cô ta là gì? Cô ta là vì vậy nên tôi có thể vừa làm thêm và vừa có thể đi học được bằng chính số tiền mình nhận được. Tôi vừa làm thêm mà vừa có thể đi học được bằng chính số tiền mình kiếm được, mình nhận được. Dạ. Na với ta ai đi trước? Na. Na chứ đúng không? Tại vì cái phí đăng ký rẻ lắm nên tôi hoàn toàn có thể tự đi học thêm và tự trang trải cuộc sống của mình, từ đi làm thêm mà từ trang trải cuộc sống của mình bằng chính số tiền mà tôi nhặt được, tôi kiếm được. Đúng không? Vậy là câu số 3. Câu số 3. Rồi, 59. Đây, chút. Đối với con 59 này thì
thì mình dịch cái câu trong cung trước nha. Trên khung cao của sư miền so cho ai kê cho nam trang mà xích sợ chứ ở trên một cốt sở yếu ra cô hết sinh người ta để là bạn tôi á nó ủa ta là cười đó mà ôi mẹ là vừa ấy là nó vừa cười xong rồi nó nói tôi rằng á à, người đàn ông kia có ngon không, cái này lớp mình chắc giống bạn này nè, lớp mình chắc giống bạn này nè, cái người đàn ông kia có ngon không, bạn đã ăn vào khi nào hiểu không ha. Đó là mình đọc coi nó thiếu cái chỗ nào trong bốn câu kia nha. Nhờ trên chỗ này, trên cô hào cô mèo tông mèo khá xin người ta. Vậy là mẹ trên chỗ này là cách đây mấy hôm, đúng không? Chỗ trên là vài hôm, mấy hôm, hay là cách đây mấy hôm tôi đã đi đến mèo tông cùng bạn tôi. Thì ở miền đông á, chúng tôi, xuất bên tôi hào cô, chúng tôi cũng đi mua sắm và cũng cùng ăn trưa trong chương tôi một khóa xin người ta. À, rồi à, ở miền đông á, xa đó mới mạnh anh đề, các cơ pháp này. Ở miền đông thì rất là nhiều người. À, khi đến cọ ta ca, chồng anh chàng sinh khi nam trai đến phò xin người ta. Ở miền đông rất nhiều người và để hỏi nha, bạn nào biết cái Taka? Taka là pháp gì? Con này dịch làm sao? Ừ. Khi đến cầu ta là đi bộ trên đường, khi là đường cầu ta đi bộ thì biết rồi. Nhưng hãy đang hỏi cái thứ Taka này nè. Taka là dịch làm sao? Bạn nào biết? Nói nghe thử đi. Taka của pháp gián đoạn này. Ờ đúng rồi, đây được gọi là bắt gián đoạn đúng không? Mình dịch là đang gì đó thì hay là mình đang làm gì đó thì một cái gì diễn ra nó gián đoạn. Nên là cái kiểu này nghĩa là à tôi đang đi trên đường xong mà thì tôi gặp được một người đàn ông rất là đẹp trai. À đúng không? Gặp một đàn ông rất là đẹp trai xong mà nó mua sen chan à chan sen cao so vì ông quá đẹp trai đi. À, nên chuyên quốc kê cho nam cha cho mua dê ô cho mà xích xoay ô ra cô mà đếch xin mà tại vì quá đẹp trai đi nên tôi mới nói với bạn tôi á, tôi mới ra cô mà đếch xin mà tại tôi mới nói với bạn tôi á, ê ê ê cái ông kia á, bạn nhìn ông kia đi, bạn nhìn ông kia đi ngon thiệt chứ đúng không, chồng anh là thật thật sự rất là ngon luôn. Rồi xong mà chấm 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 gì đó tôi rất là xấu hổ, vô cư đốc tà xấu hổ. Vậy là mình chọn được rồi, như nó mình đang lấp lửng chỗ này đang rớt nên mình nói là ơ ngon ghê, xong mà bạn tôi nó phì cười lên, nó ơ kìa bạn nói là đàn ông kia ngon hả, ủa bộ bạn ăn lúc nào mà biết ngon cái gì đó. Xong tôi kêu câu đó tôi rất là xấu hổ luôn, nó kìa quá hợp lý rồi. Rồi số ba rồi không một nữa đâu, không, nhưng mà đọc tiếp cho bạn biết từ bộ thôi, đọc xong rồi mà đọc chi nữa, từ lần sau tôi sẽ cố gắng không có mắc lỗi nữa, xin xua lỗi lầm, xin xua là lỗi lầm, tôi sẽ cố gắng để không có mắc lỗi như vậy nữa. Ừ. Câu 60 nè, câu đúng là gì? Tôi thường xuyên đi Mân Đông. Câu 3, bạn tôi thích người đàn đẹp trai. Câu 4, tôi thấy một người đàn ông mọt chi tà như vậy là cái kiểu mà ngầu quá, bánh bao này kia đó, mọt chi tà. À, tôi thấy một người đàn ông rất là đánh bao, xong rồi tôi đã mắc cái lỗi trong cái lời nói của mình, mang lại lời nói xin xua lỗi lầm đúng không? Vậy là câu nào đáp án? Đáp án số 4 đúng không? Tôi gọi cái người đó gì đó, cái gì mà ngon không gì đó là tôi đã mắc một cái lỗi về cái lời nói của mình. Ok rồi, còn 61-70 thì cách làm nó cũng vậy ha, bạn cứ dịch tới đi ha, rồi mình chọn đáp án thôi. Nói gì đó, nói gì lạ lắm không? Để hình đi sửa luôn nha. Mày sửa nhanh lắm. Nên bạn kêu khó bạn nghe rồi có từ vựng nào không biết ghi chú lại để mình nhận định lại mấy này ha. Cứ thấy mình đi tiếp thôi, đâu có gì lạ đâu. Mà tôi nữa mà không có ngữ pháp liên ngược lên là tôi mới đã đi đến cái lễ kết hôn của một vị tiền bối vào chủ nhật tuần trước. Tay đã đi rồi về, tôi mới đi đến lễ kết hôn của một vị tiền bối vào chủ nhật tuần trước về đây. Thì trước có buổi lễ kết hôn của Hàn Quốc, Udinadae Khoronsikwa Mani Halasimita. Buổi lễ kết hôn của Hàn Quốc thật sự rất là khác, ta đưa tà tính từ khác.
thật sự rất là khác so với cái buổi lễ kết hôn của đất nước chúng tôi. Khác chỗ nào? Khác chỗ này nè. Ở nước tôi, ở nước nước mà tôi đang sống á, thì á, người ta tổ chức cái bữa tiệc kết hôn đó trong suốt một ngày, hai đôi trung niên là trong suốt một ngày luôn. Còn á, cái buổi lễ kết hôn mà tôi đi đến tuần trước á, thì cái gì đó nhanh lắm luôn, mất khoảng chừng có tiếng đồng hồ à. Bún nó bán đều có từ kinh nơi tà là kết thúc. Buổi lễ kết hôn mà tôi đi đến vào tuần trước cái gì đó đó kết thúc nhanh lắm luôn, mất khoảng chừng có một tiếng đồng hồ à. Mà cả đáp án nè, có bốn câu pháp hơi khác nhau thôi à, còn từ vựng thì đều là từ vựng kết thúc cả. Nên t nó có bốn nghĩa đó, mà vì tuy và thì, vì tuy và thì, còn hu là sau khi, tem mà ta là mỗi khi, cô nào thôi là rồi, bạn chọn đi. Đáp án số Số 1. đúng không? Số 1 đúng rồi. Đây là nó kết thúc nhanh lắm luôn. Ba nó ba và nhanh đến mức độ mà mất có tiếng đồng hồ à. Ok, hợp lý nha. 62 nội dung đúng là gì? Số 1, buổi lễ kết hôn của người Hàn á, của bên Hàn á thì mất một suốt một ngày. Ok đó. Nước tôi cơ. Chứ mà bên Hàn. Còn số 2 là tôi rất muốn đến bữa tiệc kết hôn của đồng của cô cái gọi là tiền bối của tôi. Muốn đến à, đến rồi mà. Còn số 3 là tôi đã kết hôn. Tôi đã kết hôn cùng với tiền bối của mình vào chủ nhật tuần trước. Còn số 4 là sau khi mọi người ăn xong á là tất cả đều đi về hết. Cái câu này nó nằm chỗ này nè bạn. Sau khi ăn xong nè, chỗ này nè, một kinh huê là sau khi ăn xong nè thì mọi người chia tay nhau. Hay ông chia là chia tay, hay chia là chia tay đúng không? Chia tay đi đi, đi đâu? Đi đi về nhà sớm sao đó hả? Thì là số 4 đúng rồi. Bạn là ba con kia bạn cũng chọn được rồi mà, đúng không? Mẹ thấy đâu có gì khác đâu đúng không? Nó cũng y chang những gì mình đã làm thôi. Còn số 3 tại sao? Tại sao lại biết nên cái đoạn này? Thì tại sao mình có phải đọc chứ? Đọc mới biết tại sao biết đoạn này chứ. Xin chào tất cả các bạn nhân viên. Rồi, các cơ pháp bước rồi nè. Vì tháng trước, Chinatan, tất cả các bạn đã giúp cho tôi làm việc rất chăm chỉ như vậy. Đấy là các bạn đã đồng hành cùng tôi để làm việc rất là chăm chỉ như vậy đó. Nên ở công ty sẽ quyết định là chuẩn bị quà cho các bạn đây. Và đó chính là một cái chuyến đi leo núi đến núi Sa Lắc đúng không? Ở Sa Lắc. Rồi đâu bây giờ mình đi ha, không có người khác mình đi ngược lên đi ha. Tôi đi ta là tặng nè. Chúng tôi quyết định là tặng cho mỗi người một vé. Cái chỗ này là me là vé, cứ mỗi người là một vé. Thiệt thiệt à, me là đơn vị đếm á. Còn thiệt là vé này là mỗi người một vé, mà cái vé đó chúng ta có thể xuất phát là tá túc đúng không? Chúng ta có thể tá túc ở khách sạn ở núi này miễn phí luôn. Để hỏi cho con nha, Mururo là miễn phí đúng không? Ngoài từ Mururo ra còn những từ nào cũng có nghĩa là miễn phí. Trong cái hệ mà có tất cả bốn từ vựng miễn phí. Học cái nào là cái hệ thống bên đó. Tại mình sẽ gặp đi gặp lại rất là nhiều trong thời gian sắp tới nên mình học ở đâu phải tập hệ thống lại. Như hôm qua bé bé Tuấn Vĩ phải rất là thích ấy là hỏi những cái từ vựng đồng nghĩa vậy đó, em muốn biết những từ vựng đồng nghĩa để em có thể ghi chú lại hệ thống lại, rất là thích. Cái kiểu học đó thì đúng rồi, thì mình học mình phải như vậy chứ đúng không, có từ này có những gì đồng nghĩa không, có những gì trái nghĩa không, mình mới ghi chú lại hệ thống lại thì nó mới nhớ bài nhanh được. Thì mua đô là miễn phí. Thì hỏi là có những từ vựng nào miễn phí cho đứng hàng? Mua xăng đúng không thầy? Đúng rồi, mua xăng nè đúng không? Rõ gì nữa? Bộ so so bi sư Sao bên sư đúng rồi, với thêm một từ là từ công cha. Bốn từ này, mua rô. Còn cái rô là bằng thôi, cái rô này không phải là từ vựng, cái rô là cái nghĩa, là cái ngữ pháp bằng á, bằng một cách miễn phí à. Còn hai nói từ vựng hay đang nói từ vựng thì từ vựng miễn phí là mua rô nè, mua xăng, công cha và so bi sư, đây là bốn từ free, mỗi từ miễn phí. Còn tính phí á, thì có từ một à, tính phí là euro,
euro tính phí, còn 4 tờ đó là miễn phí. Nhớ ghi chú nha, ghi chú nha, mấy cái này sẽ ra thi đó. Không thi tôi biết 1 là mã thì sau này cũng sẽ thi tôi biết 2 là mã, không thoát được đâu. Ok, tiếp nha. Rồi, với một tấm cái chủ đề là me nè. Me nó giống như là trăng nè, hai đơn vị nó giống nhau nè. Đấy là cứ mỗi một cái tờ phiếu như vậy đó thì chúng ta có thể sử dụng được đến 4 người. Đây một cái tờ phiếu như vậy á, một cái tờ vé như vậy đó mình có thể dùng được đến 4 người. Rồi. Cái xe buýt một xưa nè, cái xe buýt mà đi đến cái núi Soi Lắc này nè thì cũng mua rô luôn, cũng miễn phí luôn. Rồi cái xe buýt này nè thì gồm có ngữ pháp đúng không? Mà sẽ đi ngược lên nha. Xe buýt này sẽ xuất phát ở phía trước cái trong môn cái cổng á, sẽ xuất phát trước cái cổng công ty chúng ta vào 9 và 6 giờ sáng thứ bảy tuần này, và tôi rất là mong mọi người hãy tham gia nhiều vô nha. Đây là một món quà của công ty chúng tôi muốn tặng cho tất cả nhân viên, một món quà là đi leo núi được ở miễn phí, đi kèm 4 người theo luôn, rồi xe buýt cũng chở đi miễn phí luôn, không những ở khách sạn miễn phí mà xe buýt cũng miễn phí luôn, mọi thứ đều miễn phí. Ok, ý là vậy đó. Nhịp 63 này tại sao lại viết lên cái lá thư bên trên. Số 1, để mời đúng không? Chủ ta là mời, để mời mọi người đến với cái chuyến du lịch leo núi à, có vẻ hợp lý ha. Số 2, để mời, ai không, để giới thiệu về chuyến xe buýt này, không có đâu. Còn số 3, để lên kế hoạch tá túc, không có đâu. Còn số 4, để bán, ổ bán hả nè, đúng không? Tham gia tài là bán. Số 1, tham gia là bán, để bán cái vé, đã có bán đó, tặng hả. 64, chiếc xe buýt này chúng ta có thể đăng ký đến niêm nhau là 4 người đó, chúng ta có thể đăng ký 4 người luôn, xe buýt đăng ký 4 người. Hành lý thấy cái 4 người, hành lý mình thấy cái từ 4 người đây, cái từ 4 người nằm đây, nhưng mà cái gì 4 người, người ta nói cái vé gì, cái này là vé ở mà, cái vé mà tá túc mà, cái vé tá túc thì dùng được cho 4 người, còn cái con này là vé xe buýt nên mình hơi băn khoăn, mình khoan không thông tin này mình khoan chọn nha. Còn số 2 là hai đinh hai tài giảm giá, hai đinh hai tài giảm giá. Ủa họ có giảm giá cho mình không? Họ free cho mình luôn mà, ở đó có sale đâu, cái này từ sale nè, đây là từ giảm giá, đâu có giảm giá đâu đúng không? Họ sale luôn mà, con này sai chắc rồi. Nha. Số 3 là cái chuyến đi leo núi gì đó gì đó ha, thì miễn phí cái phí mà phí ở và phí ăn luôn, xúc bắc là tá túc đó, xúc bắc đây là phí tá túc, rồi xúc bây là thật phí là phí ăn. Ủa, có miễn phí luôn phí ăn không? Nãy giờ đâu nghe đâu, đúng không? Đâu nghe là miễn phí ăn đâu. Số 4 là thứ bảy thì chúng ta có thể lên chiếc xe buýt ở trước cái cổng công ty, đúng mà, con này đúng nè. Hồi nãy có nói chứ công ty lúc 6 giờ thứ bảy. Ok. Số 5 là tôi rất thích diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh người Hàn, nên lý đó là lý do tại sao mà tôi học tiếng Hàn. Bởi vì những người diễn viên điện ảnh đó nên thành ra tôi rất là quan tâm đến Hàn Quốc, con xin mạnh thật là quan tâm. Tuy nhiên đâu chỗ này đâu, có ngữ pháp cắt đôi không? À không có thì đi ngược lên đi ha. Vậy là có một cái sản phẩm du lịch nè, ở đây nè, do hang sản phẩm là sản phẩm, đây là có một cái sản phẩm du lịch rất đặc biệt, đó là cái việc mà chúng ta sẽ đi du lịch bằng xe chân co là xe đạp cùng chung với những người diễn viên này luôn. Thế tôi đã mê họ rồi mà tôi không nghĩ được rằng là từ ngày 1 đến ngày 3 tháng sau á, tôi lại có một cái chuyến du lịch đặc biệt lại đặt xe đạp chung với những người như vậy luôn đó. Vì đây đa sao là vì đây là một cái vì là nó mà vì đây là một cái hang xa là gì, sự kiện, đây là một sự kiện giúp đỡ những người hàng xóm khó khăn. Ấy là đem một cái cuộc gây quỹ, một cái cuộc vận động gây quỹ giúp đỡ những người hàng xóm khó khăn như vậy đó, nên nuôi của tình chia bất kỳ ai cũng 3.3 chấm. Vì vậy nên tôi cũng dự định là sẽ nộp cái phiếu đăng ký, xin cho so là phiếu đăng ký, xin cho hai tà là nộp đăng ký, còn xin cho so là phiếu đăng ký nên là nộp. Vì đây là cái sự kiện giúp đỡ những người hàng xóm khó khăn, nên bất kỳ ai cũng làm sao, 4 đáp án này đều có tự tham gia hết, nhưng mà khác ngữ pháp thôi. Ngữ pháp nào hợp lý? A, O, Bô, Tà là thử. Kê, Tư, Tà là gì ta?
Ngập bắc cư tư tàn ngập pháp gì? Bạn đã biết không? Ao bu tàn là thử làm gì đó. Còn kia tư tàn là gì? Có coi trăm bu có kết thương rồi. Trở thành cái gì đó. Không, cái không phải trở thành mà là gì? Trở nên. Trở nên chứ trở thành. Trở nên á. Kia tư là trở nên. Trở nên tham gia vậy đó. Không liên quan tự nhiên trở nên tham gia là gì? À, còn ca ha tài là gì? Ưng ca ha tài là nó giống như pháp dự định đó. Nó là dạng Urokohata luôn đó, nó là dự định luôn đó. Và số 4 là Unsuita là có thể đó mà, số 4 nha. Ai cũng có thể tham gia được mà. 66. Vì đây là một cái sản phẩm du lịch đặc biệt nên giá mắc lắm. Vì sao giá mắc? Giá mắc hả? Cái này đề cập đến giá mắc hay nào? Đâu liên quan đến giá cả mắc gì đó hả? Còn số 2 là tôi đã nộp cái gọi là cái phiếu đăng ký email là sẵn á, email là sẵn, đây là tôi đã nộp sẵn rồi và bây giờ tôi chỉ đợi thôi. Ủa nộp chưa? Tôi dự định nộp mà tôi dự định nộp chứ nộp sẵn rồi nào, đúng không? Cái này sai, email là sẵn nha, email là sẵn. Rồi có ba gì đó, chuyến du lịch cùng với những người diễn viên truyền hình như vậy, những diễn viên điện ảnh như vậy đó, thì sẽ được tổ chức trong suốt Samin, Samin là trong suốt 3 ngày, phải 3 ngày không? Ngày 1 đến ngày 3, thứ 3 ngày 1, 2, 3 là 3 ngày đúng không? Ok, rồi số 3 đúng rồi. Vậy nhé, số 3. Rồi số 7 nè, tomato là cà chua. Cà chua nó làm cho cơ thể chúng ta mạnh khỏe hơn. Nó làm cho kê ha tà là nó bắt làm cho. Động từ kê ha tà. Hồi nãy kê tôi là bên trên là trở nên, lúc nãy đó. Động từ kê tôi tà là trở nên, còn động từ kê ha tà là làm cho. Cà chua nó làm cho cơ thể chúng ta mạnh khỏe hơn. Thức khi đặc biệt nune chua son vì nó tốt cho đôi mắt. Nên nếu chúng ta ăn nhiều cà chua thì chắc chắn chúng ta sẽ phải ngăn chặn được vấn đề gì? Mà ta ngăn chặn. Ngăn chặn cái gì mà đi mất mắt á? Nhìn có một đáp án một à. Đúng không? Có một đáp án một nó bị mất thôi. Bốn con bên dưới à. Đáp án số 4 đúng không? Nè, nó ngăn chặn được, mà ta ngăn chặn được cái việc mắt trở nên kém đi, mắt trở nên xấu đi. Rồi chọn được đây, đọc chi nữa. 68. Cái những cái việc gọi là những cái bữa ăn á, đúng không? Những cái việc nấu ăn từ cà chua như vậy đó thì chúng ta gán ăn sao cho nó ít khi là làm cho chín. Ít khi là làm chín. Thì chúng ta phải gán làm sao mình nấu sao cho những cái bữa ăn mà từ cà chua nó phải chín rồi mình mới nên ăn. Cho nên người ta nói cái dữ kiện nấu chín gì đó. Đó, mình đọc thử coi nha. Bota nè. So với nè, so với cái việc mà chúng ta cứ thế mà ăn á, cứ thế mà ăn à, thì cái việc mà chúng ta làm cho chín rồi ăn như vậy á thì nó mới tốt hơn. Đó, vậy con này nói gì? Con này nói đó, cái việc mà làm cho chín thì mới tốt hơn đúng không? Ở cái số 1 đúng, còn gì nữa? Hả? Phải làm cho chín nè, làm cho chín rồi mới ăn, nó tốt hơn chứ. Số 9. Sikhe là một cái loại nước gạo thôi. Đây là một cái loại nước uống, ông như nước uống truyền thống Hàn Quốc. Mạnh thứ nên đi. Đây được làm bằng san, san là gạo á. Nên nó được cái là nó tan tàn ngọt nè. Mà sẽ tàn là ngon nè, đúng không? Cắt ra nên nhiều người rất là thích nó. Thì cái loại nước gạo nè, chúng ta nên uống uống lạnh á, uống lạnh uống mát á, nó sẽ ngon hơn. Thì nó bởi vì là cái là bởi vì nó tốt cho hệ tiêu hóa, xô hòa tiêu hóa nên á thường người ta sẽ uống nhiều sau khi người ta ăn ăn uống xích xa huê huê là sau khi đó. Cái phương pháp mà làm nên nó dễ lắm, xích tà cũng như là kandahata lắm, đơn giản lắm luôn. Xích tà là dễ, kandahata đơn giản. Tuy nhiên thế thời gian mà làm nó thì mất rất là lâu đúng không? Ủa là lâu, ủa là mất thời gian á, mất thời gian là lâu. Tôi thì cái gì đó đó trực tiếp làm cái nước gạo lần này tôi gì đó trực tiếp là nước gạo và thật sự tôi dự đoán này sẽ rất là ngon đây. Đáp án nè, lần này tôi cái gì đó đó tôi cái gì đó trực tiếp là nước gạo gì đó đó và tôi đoán một điều rằng nó sẽ rất ngon. Ở đây có bốn đáp án, là đầu tiên là a o một ta là cái gì đó, một câu bô ta là thử, quá khứ là một câu bắt sơ là đã thử, còn này là không thể, này là dự định, này là đã dự định. Thôi mình chọn đi, đáp án nào?
Ok em đúng rồi. 69 đáp án. Số 3 đúng không? Đúng rồi, lần này tôi dự định tôi sẽ trực tiếp làm chứ tôi không mua ở đâu hết. Và tôi mong là nó sẽ, tôi đoán nó sẽ rất là ngon. Số 3 đúng rồi, dự định ha. 70 nè, xích khê. Có thể làm được nhanh chóng, ok. Làm lâu mà làm nhanh hay nào. Câu số 2, nếu chúng ta uống một uống chai cấp tài chắc là lạnh á, uống lạnh sẽ ngon hơn đúng rồi. Ở đó bên trên người ta nó khuyên mình uống uống mát, mát và lạnh chứ còn gì. Nên uống mát, là uống lạnh, chai cấp tài.